Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 148. Lúc đầu Tiểu Vũ Nhược cúi đầu, nhưng nói một lúc thì ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Chỉ lừa gạt được các cô gái nhỏ tuổi thôi. Ánh mắt Diệp Tử Lăng lóe lên vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nói, rồi lại nghiêm khắc cảnh cáo Vũ Nhược. Sư tỷ, nhìn kìa, đó là con mèo của Nhất sư huynh. Tiểu Vũ Nhược đột nhiên sáng mắt, chỉ tay về phía trước, thấy con mèo ngốc đang cô đơn liếm chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía núi Thánh Kiếm. Không lâu sau, Vũ Nhược đã ôm con mèo ngốc, đến trước mặt Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày, chỉ thấy con mèo mà Lâm Nhất để lại đang cọ cọ vào ngực cô bé, rồi thoải mái nhắm mắt lại. Cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng nếu nói về dáng người thì đã vượt xa nàng ta rất nhiều. Con mèo dâm đãng. Diệp Tử Lăng lập tức nổi giận, quả nhiên cùng một thói với chủ nhân, nàng ta vừa định ra tay trừng trị thì liếc mắt nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng trên một cột tháp bên ngoài Phi Vân Điện. Người phụ nữ mặc đồ trắng ấy tách khỏi khu ồn ào, đầu đội mũ che lụa mỏng, ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất. Thế mà nàng ta cũng đến đây. Diệp Tử Lăng lộ vẻ kinh ngạc, rất bất ngờ. Hi hi, sư tỷ, con mèo của Nhất sư huynh ngoan lắm. Tiểu Vũ Nhược ngây thơ vô tội. Nàng ấy đưa tay không ngừng vuốt đầu con mèo ngốc, cười hì hì nói. Diệp Tử Lăng thấy không vừa mắt, nhưng cũng không thể nổi giận với một con mèo, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Nhất. Để xem lát nữa hắn có thể vượt qua mấy cửa, dám đánh cược với ta à? Phù Vân Kiếm Tông có rất nhiều đỉnh núi nhô cao, Lâm Nhất thi triển Kim Ô Cửu Biến, lướt qua các đỉnh núi. Khi sắp đến gần núi Thánh Kiếm, có người trong tông môn đến gặp hắn, kết ấn rồi trầm ngâm nói, đi theo ta. Lâm Nhất gật đầu, theo người đó xuyên qua vài tầng biển mây rồi hạ xuống chân núi Thánh Kiếm. Từ dưới chân núi ngửa đầu nhìn lên, núi Thánh Kiếm cao vút tận mây xanh, chọc thẳng lên không trung, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Hơi khó đấy. Lâm Nhất thầm than thở, muốn lên đỉnh núi e rằng cực kỳ khó khăn, thậm chí hoàn toàn không thể nào. Hơi nổ quá rồi, Lâm Nhất lộ nụ cười cay đắng miễn cưỡng, lãng phí một cơ hội lên núi. Núi Thánh Kiếm có tổng cộng 13 cửa. Phù Vân Thập Tam Quan chính là Phù Vân Thập Tam Kiếm, mỗi khi vượt qua một cửa sẽ được một kiếm. Vị trưởng lão vừa đi cùng Lâm Nhất vừa giải thích. Có kiếm quyết tương ứng không? Lâm Nhất rất tò mò về điều này, hiện tại hắn cần gấp môn kiếm pháp thánh linh, nếu có kiếm quyết tương ứng thì sẽ rất tốt. Không có. Vị trưởng lão dẫn đường cười nói, nhưng ngươi không phải muốn lên đỉnh sao, nếu vượt qua cả 13 cửa, có lẽ sẽ thực sự có bộ Phù Vân kiếm quyết đấy. Dù sao đã hàng nghìn năm không ai lên đến đỉnh rồi, bí mật của núi Thánh Kiếm này, ngay cả trưởng giáo cũng không hoàn toàn biết hết, mọi thứ đều có thể xảy ra. Lâm Nhất cười ngượng, tiền bối chê cười ta rồi. Ha ha ha, vị trưởng lão cười lớn vài tiếng, dường như đã thay đổi ấn tượng không ít về tính cách của Lâm Nhất. Trên Phi Vân Điện, Lâm Nhất ngạo nghễ đến mức gần như khinh thường tất cả, kiêu ngạo tột đỉnh. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, hắn lại không hề cao ngạo. Phân biệt rõ ràng giữa việc làm và cách cư xử. Bây giờ ngươi là đệ tử thân truyền thiên tự, có thể lên tàng thư các bất cứ lúc nào, chọn một môn kiếm quyết cấp thánh linh. Vị trưởng lão nói với Lâm Nhất vài câu, rồi thở dài, ngươi thực sự không nên đánh cược với con nhóc Tử Lăng, Phù Vân Thập Tam Kiếm mỗi cửa là một kiếm. Nếu ngươi chỉ vượt qua hai cửa, cũng chỉ học được hai kiếm, quá lãng phí cơ hội này. Một bộ kiếm pháp cấp thánh linh. Nếu chỉ học được hai kiếm thì rõ ràng không có tác dụng gì lớn. Phía trước là núi Thánh Kiếm rồi, nhớ khi vượt cửa đừng vội vàng quyết định. Sai một lần là không còn cơ hội nữa đâu. Trước khi đi, vị trưởng lão rất quan tâm dặn dò Lâm Nhất, còn kể cho hắn nghe nhiều điều bí ẩn về núi Thánh Kiếm. Lâm Nhất được lợi rất nhiều, gật đầu liên tục. Bù! Thân hình hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào núi Thánh Kiếm rực rỡ ánh sáng. Núi xanh nước biếc. Cỏ cây xanh tươi. Lâm Nhất đi giữa cảnh sắc ấy, thường xuyên tắm mình trong hào quang kiếm ý, trong cơ thể có kiếm ý vù vù, toàn thân thoải mái vô cùng. Nơi này tốt thật. Lâm Nhất hít một hơi dài, lộ vẻ hài lòng trên mặt, nơi này thực sự là một thánh địa kiếm đạo. Trước hết phải vượt cửa đã. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, bước chân nhanh hơn, một lúc sau đến được cửa thứ nhất. Phía trước cửa thứ nhất là một vách đá dựng đứng, trước vách đá có một pho tượng đá canh giữ. Trên vách đá khắc nhiều đường vân cổ xưa cùng chữ viết, những đường vân cổ kính không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tìm ra một chữ, và chiến thắng, như vậy sẽ qua được cửa này. Khi Lâm Nhất đang ngắm nghía vách đá, pho tượng đá nhìn về phía hắn,
mở miệng nói. Đơn giản vậy sao? Lâm Nhất lộ vẻ nghi hoặc, hắn liếc nhìn, toàn là chữ. Đơn giản ư, nếu trong nửa canh giờ ngươi có thể tìm ra một chữ, thì mới là thiên tài kiếm đạo vạn người có một. Giọng nói của pho tượng đá đầy vẻ khinh thường. Lâm Nhất cười nói, vậy có lẽ ta thực sự là thiên tài kiếm đạo vạn người có một rồi, hòn đá nhỏ, nghe cho kỹ này. Mây ngoài trời xanh, sao trên bầu trời. Khi câu đầu tiên vừa thốt ra, pho tượng đá như sống dậy, trong mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lâm Nhất vẫn chưa dừng lại, hắn trầm ngâm nói, đầy đủ thì phải là thế này. Vân ngoại thanh thiên, bích lạc tinh thần. Hoa khai hoa lạc, giang hà cố lý. Thương hải quải trường phong, lương thần bạn ngọc tiêu. Phù vân phi ngã ý, đạn chỉ nhất vạn niên. Mây ngoài trời xanh, sao trên bầu trời. Hoa nở hoa tàn, sông núi quê nhà. Gió thổi qua biển, niềm vui đi kèm sáo ngọc. Phù vân chẳng phải ý ta, thoáng một cái một vạn năm. Mỗi lần Lâm Nhất tụng một chữ, từ những đường hoa văn cổ xưa đan xen trên vách đá, chữ cổ màu vàng bừng sáng lên. Đến khi hắn niệm xong, gần 30 chữ vàng cổ xưa tỏa sáng rực rỡ muôn màu. Tượng đá canh giữ trước vách đá, há miệng kinh ngạc vô cùng, nó ngỡ ngàng nhìn Lâm Nhất rồi lại nhìn vách đá, thực sự không thể tưởng tượng được những điều xảy ra trước mắt. Kể từ khi núi Thánh Kiếm hạ xuống tại Phù Vân Kiếm Tông, chưa từng có ai có thể nhận ra 28 chữ trong một lần. Thật quá đỗi phô trương. Từ trước đến nay, đệ tử Phù Vân Kiếm Tông lên núi Thánh Kiếm, chỉ cần nhận ra một chữ trong nửa canh giờ là đã cực kỳ xuất sắc rồi. Những kiếm khách yêu nghiệt hơn, có lẽ trong một khắc hay nhanh hơn thì nhận ra một chữ. Dù sao đây mới chỉ là cửa đầu tiên, mức độ khó khăn chưa lớn lắm. Nhưng chưa từng có ai, thật sự chưa từng có ai có thể nhận ra hai chữ cả. Như Lâm Nhất, trực tiếp nhận ra một bài thơ, thật sự hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tượng đá canh giữ nơi đây cũng chẳng hay vách đá có một bài thơ. Thật giống như chuyện cổ tích, tượng đá nhìn Lâm Nhất như nhìn bậc thần tiên, ngẩn ngơ nói, ngươi. Ngươi làm sao mà làm được thế? Lâm Nhất nheo mắt, ánh mắt lóe lên vẻ tự đắc, cười nói, ta đã nói rồi, ta là thiên tài kiếm đạo, biết thiên tài không? Chính là ta đây, những kẻ tự xưng là thiên tài khác, đến tư cách sách giày cho ta cũng không xứng, việc này quá dễ dàng rồi. Vừa nói xong. Lâm Nhất hơi hối hận. Hình như kể từ khi dây dưa với Tiểu Băng Phượng, bất giác bị nàng ta lây nhiễm, khiến hắn cũng thích ăn nói mạnh miệng. Nhưng nghĩ lại, những chữ cổ trên vách đá trước mắt, quả thực hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra, chẳng khó khăn gì, so với lúc lĩnh ngộ sơ thủy chi kiếm còn dễ dàng hơn nhiều. Đây là năng lực sau khi đạt đến kiếm ý thông thiên viên mãn đỉnh phong sao? Hay là thiên phú kiếm đạo của hắn quả thực cao hơn đệ tử Phù Vân Kiếm Tông quá nhiều? Tượng đá bị sự kiêu ngạo của Lâm Nhất làm cho câm nín, quả thực trước đó nó còn khinh thường Lâm Nhất. Bây giờ phải làm sao đây? Lâm Nhất gãi đầu, cười ngượng ngùng. Theo quy tắc, hắn phải thách đấu một chữ sẽ hóa thành một kẻ địch. Nhưng hiện giờ là một bài thơ, gần 30 chữ rồi, chẳng lẽ thách đấu tất cả sao? Tượng đá suy nghĩ một lúc, trầm ngâm nói, như vậy đi, ngươi tự chọn một chữ đi, hoặc nếu ngươi thực sự tự tin vào năng lực của mình. Cũng có thể trực tiếp thách đấu cả bài thơ. Miễn là ngươi thắng, ta đều xem như ngươi qua cửa, sẽ không ngăn cản ngươi. Lâm Nhất nhìn lại vách đá, nắm cằm suy tư, qua một cửa sẽ được một kiếm, thách đấu một chữ hay thách đấu cả bài thơ, dường như khác biệt không lớn lắm. Vân ngoại thanh thiên, bích lạc tinh thần. Hoa khai hoa lạc, giang hà cố lý. Thương hải quải trường phong, lương thần bạn ngọc tiêu. Phù vân phi ngã ý, đạn chỉ nhất vạn niên. Lâm Nhất lầm bầm vài lần trong lòng, rồi chỉ về phía chữ Vân nói, ta chọn chữ này. Khoan đã, đúng lúc hắn sắp đưa ra lựa chọn, giọng nói của Tiểu Băng Phượng từ hộp kiếm tử diên vang lên, bảo hắn đừng vội quyết định. Chuyện gì vậy? Tượng đá nhìn hắn hỏi. Ha ha, đợi ta một chút, không gấp không gấp. Lâm Nhất cười cười, rồi truyền âm cho Tiểu Băng Phượng, này, ngươi làm gì thế? Hoảng cái gì, có bản đế ở đây, mấy cái phù vân thập tam quan nhỏ nhặt này. Chỉ cần bản đế phất tay là phá xong ngay. Tiểu Băng Phượng ngạo nghễ nói, rồi nói tiếp, hơn nữa, phải dùng xưng hô tôn kính với bản đế. Bản đế là Phượng Hoàng. Ngươi phát hiện ra điều gì? Lâm Nhất ngắt lời nàng ta, hỏi, mau nói đi. Ngươi nhìn những đường vân trên vách đá kia, giống cái gì không? Mỗi đường vân đều là vết kiếm, ta đã sớm nhận ra rồi. Lâm Nhất trả lời bình tĩnh, những đường vân cổ xưa đan xen chồng chéo. Lộn xộn rối rắm, những chữ cổ ẩn hiện trong đó.
Nếu mở mắt nhìn kỹ, những vân kiếm ấy như sống dậy, từng chữ cổ ẩn mình trong ánh kiếm hùng vĩ, khó lòng tìm thấy. Ha ha, cái này kẻ ngốc cũng nhìn ra được, còn dám đứng trước mặt bản đế mà khoe khoang. Hôm nay, bản đế phải dạy dỗ ngươi cho tử tế, không thì sau này ra ngoài cùng ngươi, bản đế thật mất mặt, ngươi tiếp tục xem đi. Tiểu Băng Phượng khinh miệt nói. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn tiếp tục nhìn, giống như phát hiện ra điều gì đó nhưng lại không thể nắm bắt được. Quả nhiên như lời Tiểu Băng Phượng nói, những đường vân trên vách đá này thực có điều kỳ bí. Nhưng kỳ bí ở đâu? Có nhìn ra điều gì không hả? Đại thiên tài của chúng ta, Tiểu Băng Phượng hỏi một cách tự đắc, giống như Lâm Nhất đang đứng trước tượng đá khoe khoang vậy. Lâm Nhất hơi lúng túng, không trả lời được. Tượng đá lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Lâm Nhất, vẻ mặt đối phương thay đổi liên tục, giống như đang nói chuyện với ai đó, nhưng không hề nhúc nhích môi, trông rất kỳ quái. Nó không nhịn được, bước tới vài bước, nói, làm gì thế? Liếc mắt với ai vậy, nếu ngươi không sớm đưa ra quyết định, ta sẽ tuyên bố ngươi thất bại đấy. Đừng tưởng chọn ra một bài thơ là hay ho gì, nếu ta không cho ngươi qua cửa, ngươi vẫn phải dẹp đường về phủ thôi. Lâm Nhất vội cười nói, đại ca, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa. Hừ, cho ngươi một khắc nữa thôi. Tượng đá ngẩng cao đầu, lạnh nhạt nói, ta thấy ngươi sợ rồi, một khắc nữa mà không quyết định được, ta sẽ trực tiếp đuổi ngươi đi. Tính tình thật nóng này. Lâm Nhất lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói, Đồ Thiên Đại Đế, mau nói đi. Hi hi, biết gọi bản đế rồi hả? Nhưng danh hiệu của bản đế phải đọc chọn mới có khí thế. Bản đế là Phượng Hoàng. Tiểu Băng Phượng hít một hơi thật sâu, sắp tự đọc danh hiệu của mình. Được rồi, trước tiên ngươi đừng đọc nữa. Tượng đá kia vừa rồi còn khinh thường ngươi, rốt cuộc ngươi có làm nên trò trống gì không? Lâm Nhất vội ngắt lời. Hứ, chỉ là một con rối thối tha mà dám cứng rắn trước mặt bản đế. Lâm Nhất, bản đế sẽ gợi ý cho ngươi, hãy suy ngẫm xem trong bài thơ vừa rồi ngươi nhìn thấy những gì. Tiểu Băng Phượng khinh thường nói. Trong thơ có mây, có trời xanh, có sao lấp lánh, có biển cả mênh mông, có cơn gió thoảng, còn có người ngồi hưởng cảnh đẹp mà thổi tiêu, mây trôi chẳng theo ý, nháy mắt một vạn năm. Ngươi không thấy giống như một bức tranh sao? Bức tranh. Lời của Tiểu Băng Phượng như một tia chớp bùng nổ trong đầu Lâm Nhất. Hắn ngộ ra, bừng tỉnh, trước mắt sáng ngời, phấn khích vô cùng. Điều huyền bí ở đâu? Ở ngay trong này. Lâm Nhất trợn mắt nhìn lại, hắn ngưng tụ kiếm ý trong đôi mắt, cố tìm dấu vết của bức tranh. Quả nhiên, không lâu sau, những câu thơ đó trở nên sinh động. Chúng biến thành hình ảnh, bầu trời xanh ngoài đám mây, ngôi sao lấp lánh hiện ra từng chút. Thậm chí bức tranh còn chuyển động, cảnh vật ngày càng phong phú, cuộn tranh trở nên đầy đặn hơn. Hòn đá nhỏ, ta đã chọn xong rồi. Gương mặt tuấn tú của Lâm Nhất lộ vẻ phấn khích, hắn kêu một tiếng với tượng đá đang ngẩn ngơ. Chọn chữ nào? Tượng đá rất không hài lòng với cách xưng hô của Lâm Nhất, nó hỏi lại một cách miễn cưỡng. Không chọn chữ nào cả. Lâm Nhất khẽ nhướng đôi lông mày kiếm sắc sảo, cười nói. Đùa ta à, vậy thì ngươi cút đi cho ta. Khí thế khủng khiếp tràn ra từ tượng đá, nó đạp mạnh về phía Lâm Nhất. Mạnh quá, thậm chí tu vi cũng đạt tới thần long cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Lâm Nhất hơi kinh ngạc, nhưng không hoảng loạn, cười nói, hòn đá nhỏ, người xoay người lại xem nào. Người nghĩ ta ngốc à? Người bảo ta xoay người là ta xoay à? Tượng đá lạnh lùng nói, hoàn toàn không để ý, nhưng bỗng nhiên trong mắt nó hiện ra vẻ khác lạ, rõ ràng là phát hiện vách đá phía sau có biến hóa. Nó quay phắt lại, chỉ thấy trên vách đá có một cuộn tranh đang từ từ mở ra. Chốc lát sau đã có nhiều bóng người xuất hiện trên tranh. Chủ nhân, tượng đá kinh hãi, trực tiếp quỳ xuống đất. Cuộn tranh hoàn toàn mở ra, những đường kiếm văn trên vách đá biến mất, hiện ra vô số đường vân nhỏ li ti. Không đợi Lâm Nhất phản ứng, bóng người trong tranh như một làn khói bụi phủ thẳng về phía hắn. Phản ứng của Lâm Nhất có thể nói là cực kỳ nhanh nhạy, vung tay tung ra một chiêu, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn rút kiếm Táng Hoa ra đỡ được đòn này. Leng keng, tiếng kiếm vang vọng lanh lảnh, Lâm Nhất bị bóng người này đẩy lùi ba bước, cánh tay hơi tê dại. Lâm Nhất, chiến thắng hắn đi, kinh văn trên vách đá, là phù vân kiếm quyết đấy. Tiểu Băng Phượng trong hộp kiếm tử diên vô cùng phấn khích, hoa tay múa chân nói. Phù vân kiếm quyết, Lâm Nhất kinh ngạc trong lòng, vội nhìn về phía vách đá,
những kinh văn đó không ngừng lấp lóe khó nhìn rõ, nhưng dường như thật sự là phù vân kiếm quyết. Nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ, bóng người lại cầm trong tay một thanh kiếm xông tới, đòn kiếm này thật khiến người ta sợ hãi. Hay lắm! Lâm Nhất thu hồi tầm mắt, hơi nheo mắt lại, đối mặt trực tiếp với bóng người trước mặt. Tu vi cao hơn hắn một chút, sử dụng một môn kiếm pháp thánh linh, nhưng kiếm ý dường như vẫn chưa đột phá thông thiên. Như vậy thì cũng không quá khó chiến thắng. Sau 10 chiêu, Lâm Nhất quyết chiến nhanh gọn, triệu hồi kiếm ý thông thiên, cầm kiếm táng hoa sáng chói như nhật nguyệt cùng phát sáng, trực tiếp phá tan bóng người này. Bóng người vỡ tan thành vô số điểm sáng mơ hồ, trở lại cuộn tranh, nó bắn ra từ trong tranh một luồng sáng. Luồng sáng này tràn vào đầu Lâm Nhất, chính là kiếm thứ nhất trong Phù Vân Thập Tam Kiếm, ghi chép vô cùng chi tiết, không một chỗ nào sai sót. Lâm Nhất nhắm mắt đọc lướt qua, sau đó mới mở mắt ra, cửa ải đầu tiên dường như cũng không quá khó. Đã đạt thiên phách cảnh, nắm trọn vẹn kiếm ý thông thiên viên mãn đỉnh phong, khó trách có thể tìm ra cuộn tranh ta giấu trong vách đá. Nhưng kiếm ý thông thiên của ngươi vẫn còn nhiều khiếm khuyết, cần phải bổ sung cho trọn vẹn. Người trong tranh nhẹ nhàng nói với Lâm Nhất. Tiền bối nói rất đúng. Lâm Nhất lên núi này, mục đích lớn nhất chính là hoàn thiện kiếm ý thông thiên của mình. Chủ nhân, tượng đá lại một lần nữa quỳ lạy bóng người trong tranh. Bóng người nhìn chăm chú Lâm Nhất một lúc, rồi vung tay ra lệnh, theo sát hắn, đừng để hắn gặp chuyện trên núi. Tuân lệnh, cuộn tranh khép lại, trở về vách đá. Tượng đá đứng dậy, ánh mắt nhìn Lâm Nhất trở nên vô cùng kính cẩn, khom lưng thi lễ, bái kiến chủ nhân. Thế là đã trở thành chủ nhân rồi sao? Lâm Nhất xỏ kiếm vào vỏ, nét mặt lộ ý cười nhàn nhạt, một con rối thần long cảnh bái hắn là chủ nhân, cảm giác này thật không tồi chút nào. Ngươi đứng sang một bên đó trước đã. Lâm Nhất muốn ghi nhớ lại kinh văn trên vách đá, sau khi sai khiến tượng đá đứng sang một bên, hắn ngồi xếp bằng, mắt nhìn chăm chú vào những dòng kinh văn đan xen nhau. Kinh văn lấp lóe, ẩn chứa ý nghĩa, khó hiểu khó nhớ. Lâm Nhất cũng không cầu hiểu ngay từ lần đầu, hắn chỉ cần khắc sâu từng chữ vào tâm trí mình. Thời gian nửa nén nhang trôi qua, Lâm Nhất từ từ đứng dậy, hắn đã ghi nhớ hoàn toàn kinh văn. Nhưng rõ ràng kinh văn này đã bị khuyết thiếu, muốn tu luyện Phù Vân kiếm quyết bằng đoạn kinh văn này thì hoàn toàn không thể. Xem ra vẫn phải tiếp tục đi, mới có thể đạt được trọn vẹn Phù Vân kiếm quyết. Cùng lúc ấy, trên vòm trời cao vút của núi Thánh Kiếm, trưởng giáo Phù Vân đang trấn áp kiếm thế cuồn cuộn, bỗng cảm nhận được chuyển động nhẹ ở phía dưới. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc? Ánh mắt trưởng giáo Phù Vân lóe lên, ông ta đang suy nghĩ liệu có phải mình dồn ép quá nhanh hay không? Ông ta đã hứa với Phong Giác sư huynh trong vòng một năm sẽ làm cho Lâm Nhất đủ tư cách trở thành đệ tử của sư tôn. Vì thế, trước mặt mọi người, ông ta cố ý khiêu khích hắn, chỉ muốn kích thích tiềm năng của hắn mà thôi. Để hắn ở cảnh giới thiên phách mà vẫn có thể lên núi Thánh Kiếm, cũng xuất phát từ lý do tương tự. Với tu vi của Lâm Nhất, trên núi Thánh Kiếm chắc chắn không thể đi được quá nhiều cửa, nhưng nhất định sẽ gặt hái được nhiều lợi ích. Đến khi đạt tinh quân cảnh thì xông vào núi Thánh Kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì đó bất trắc, chết trên núi Thánh Kiếm thì mất nhiều hơn được. Sư tôn đã trăm năm không nhận đệ tử rồi. Từ trăm năm trước, sau khi ông ta phản bội ra khỏi sư môn, giận dữ giết hơn ngàn đệ tử Huyền Thiên Tông, sư tôn không bao giờ nhận đệ tử nữa. Ông ta không còn là đệ tử xuất sắc nhất của sư tôn cũng không còn nhận đệ tử, vương công thế gia vọng tộc, kiếm thể bẩm sinh đều không đủ lọt vào mắt ông ấy. Đó là kiếp nạn trong lòng trưởng giáo Phù Vân, cũng là cái nút thắt trong lòng sư tôn. Kiếp nạn này không qua được, nút thắt này cũng khó gỡ. Mà bây giờ, Lâm Nhất khiến sư tôn phải phá giới, ông ta nhất định phải làm cho hắn đủ tư cách trở thành đệ tử của sư tôn, kế thừa danh hiệu kiếm thánh mạnh nhất đông hoang của sư tôn. Kiếp nạn của ông ta, nút thắt của sư tôn, cũng đều có thể được giải quyết theo hướng đó. Lúc này, chắc Lâm Nhất đã gặp rắc rối rồi, trưởng giáo Phù Vân không có ý định can thiệp, nhẹ nhàng nói, nhóc con kia, đừng có chết đấy nhé. Nhưng trên thực tế, Lâm Nhất rất vui vẻ. Sau khi ghi nhớ những mảnh thiếu khuyết của Phù Vân kiếm quyết, hắn cười tít mắt nhìn về phía tượng đá, ngươi tên gì vậy? Bẩm chủ nhân, ta tên là Thạch Nhất, tượng đá trả lời rất thành thật. Được gọi là chủ nhân thật thoải mái, ban nãy còn hung dữ lắm, Lâm Nhất cười nói, lúc nãy ngươi còn muốn đuổi ta đi đấy nhỉ? Không dám, không dám. Tượng đá vội vàng nói. Không còn chút khí thế nào, Lâm Nhất cảm thấy rất nhàm chán,
nói, ta đi cửa thứ hai đây. Ai ngờ hắn vừa đi, tượng đá liền theo sát phía sau, Lâm Nhất không khỏi ngạc nhiên hỏi, người muốn đi cùng ta qua các cửa à? Chủ nhân bảo ta phải theo sát chủ nhân, không thể để chủ nhân gặp chuyện. Tượng đá cung kính nói, vậy thì cùng đi thôi. Trong mắt của Lâm Nhất xoay chuyển, có tượng đá ngốc này đi theo hình như cũng chẳng tổn thất gì. Qua cửa này, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được kiếm ý hùng vĩ, kiếm ý tích tụ như đại dương vô biên vô hạn. Đi trên con đường nhỏ giữa núi, có thể rõ ràng cảm nhận được sức cản lớn lao, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Thảo nào Diệp Tử Lăng khẳng định hắn không thể qua ba cửa. Không kể khó khăn của chính các cửa, chỉ riêng đoạn đường núi này đã rất khó đi rồi, không có tu vi tinh quân thì cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể dùng kiếm ý thông thiên mạo hiểm xông qua thôi, có thể đi qua bao nhiêu cửa thì hay bấy nhiêu, Lâm Nhất nhanh chóng có ý định trong lòng. Nhưng bây giờ mới chỉ qua cửa đầu tiên mà thôi, kiếm ý thông thiên có lẽ có thể đi qua ba cửa đầu, sau ba cửa đó e rằng rất khó đi tiếp được nữa. Nhưng khi hắn vừa định vận dụng kiếm ý thông thiên, tượng đá bên cạnh bước tới, thay Lâm Nhất chặn lại toàn bộ sức ép của kiếm ý. Chủ nhân, đi sau lưng ta. Tượng đá có tu vi thần long cảnh, bản thân lại là một con rối, sức ép này đối với nó hầu như không có gì lớn. Cách này cũng được sao? Hai mắt Lâm Nhất sáng rực lên, rồi cười nói, cái này tính là gian lận đấy, hình như cũng không tệ lắm, Lâm Nhất nhanh chóng tự thuyết phục mình, bước đi thong thả về phía trước. Hừ, không có chút khí khái nào, thậm chí còn để tên tượng đá nát này giúp ngươi mở đường. Trong hộp kiếm tử diên, Tiểu Băng Phượng nhìn thấy Lâm Nhất đi đứng ngông nghênh như vậy, liền lên tiếng chế nhạo. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất chẳng hề giảm đi, ta dựa vào bản lĩnh mà hành động thì cần gì khí khái chứ? Hắn đi sau lưng tượng đá, chẳng hề có chút áp lực nào, ngược lại còn có thể phân tâm cảm ứng quy luật tồn tại trong kiếm ý nơi đây, kiếm ý tồn tại như đại dương mênh mông, để hắn từ đó liên tục hấp thu được tinh hoa. Kiếm ý thông thiên chậm chậm tinh tiến, dần dần được bổ khuyết trong vô hình, tại mi tâm của hắn có luồng nhiệt bắt đầu khởi động. Nếu thực sự có thể lên đến đỉnh, nói không chừng những khiếm khuyết trong kiếm ý của ta có thể được bổ sung trọn vẹn. Trong mắt Lâm Nhất tràn ngập ánh sáng phấn khích, bộ dạng kỳ vọng tràn trề. Không lâu sau, hắn đã đến hết trạm gác thứ nhất. Lúc đầu hắn đã tốn khá nhiều thời gian ở cửa này, nhưng cũng đã tích lũy đủ kinh nghiệm, nên lần này phá cửa thì dễ dàng hơn nhiều. Hầu như không tốn quá nhiều sức lực, hắn đã vượt qua cửa này, đạt được phù vân kiếm thứ hai và kinh văn kiếm quyết, đồng thời còn có một tượng đá nữa theo sau. Cửa thứ hai bắt đầu, con đường nhỏ trong núi không chỉ kiếm ý càng thêm hung hiểm, mà còn có hung thú đóng đô, từng con đều dữ tợn đáng sợ. Nhưng Lâm Nhất chẳng hề hoảng loạn chút nào, hai tượng đá lớn đi trước mở đường, có hung thú nào không biết điều nhào tới, đã bị một quyền đánh tan xác. Những hung thú còn lại run lẩy bẩy, chưa kịp tới gần đã quỳ lại hai bên đường núi. Ha ha ha! Lâm Nhất cười hết cỡ, đãi ngộ như vậy, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu các đệ tử ở Điện Phi Vân biết được cảnh này, chẳng biết họ sẽ kinh ngạc ra sao nữa. Tên này, chỉ biết khoe khoang mà thôi. Trong hộp kiếm tử diên, Tiểu Băng Phượng bĩu môi, bất mãn nói, nhưng dường như thật sự rất uy phong, có một chút phong thái của bản đế ngày xưa. Điện Phi Vân. 2 giờ sau khi Lâm Nhất vào núi, vẫn không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xuất hiện, những lời bàn tán đã lắng xuống lại nổi lên ồn ào. Chẳng lẽ ngay cả cửa đầu tiên Lâm Nhất cũng không qua được sao? Khó nói, đã qua 2 canh giờ rồi, ước chừng vẫn còn mắc kẹt trong đó thôi. Nếu đã qua cửa đầu thì đã sớm có hiện tượng lạ xuất hiện rồi. Ha ha ha, nếu ngay cả cửa đầu cũng không qua được, thì thật là thú vị đấy. Điện Phi Vân dần trở nên nhộn nhịp, khi trao đổi, trên mặt nhiều đệ tử không khỏi lộ ý cười. Phải biết rằng lúc nãy, Lâm Nhất 7 bước thành kiếm, đã làm trên dưới Phù Vân Kiếm Tông đều bị áp đảo không thở nổi, cơn chấn động trong lòng cho đến giờ vẫn khó lắng xuống. Nếu Lâm Nhất bị loại ngay tại cửa đầu tiên của Phù Vân Thập Tam Quan, như vậy chứng tỏ hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, áp lực của mọi người sẽ lập tức giảm đi một nửa. Sư tỷ, Phù Vân Thập Tam Quan thật sự khó như vậy sao? Tiểu Vũ Nhược nhìn về phía núi Thánh Kiếm, ôm con mèo ngốc, nhíu mày hỏi nhỏ. Thấy qua 2 canh giờ mà Lâm Nhất vẫn chưa qua được cửa đầu tiên, tâm trạng của Diệp Tử Lăng rất tốt, trên gương mặt lạnh lùng lộ ý cười, trong mắt có vẻ kiêu ngạo lóe lên, đương nhiên rồi. Không chỉ thử thách của các cửa khó khăn tới cực điểm, cần phải có thiên phú kiếm đạo mới tìm ra được chữ, mà còn phải có thực lực để chiến thắng. Quãng đường giữa các cửa cũng vô cùng khó đi,
ngay cả tinh quân cũng khó đi nửa bước. Một năm trước, ta có tu vi cảnh giới Ngân Hà Đại Thành cũng phải trải qua bao thăng trầm mới miễn cưỡng đi tới cửa thứ 9. Tiểu Vũ Nhược căng thẳng nói, vậy Nhất sư huynh, chẳng lẽ thật sự ngay cả cửa đầu tiên cũng không qua được? Điều đó tương đối có khả năng xảy ra, với thiên phú của hắn, chắc chắn có thể tìm ra chữ, nhưng liệu có chiến thắng được hay không thì khó nói, dù sao tu vi của hắn mới chỉ ở cảnh giới thiên phách. Khóe miệng Diệp Tử Lăng khẽ nhếch lên một nụ cười, bình tĩnh tự nhiên, chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, nàng ta nhìn về phía con mèo ngốc trong lòng Tiểu Vũ Nhược, cười nói, con mèo ngốc này ngủ ngon lành thật, chủ nhân của nó ở trên núi Thánh Kiếm chẳng biết đang phải chịu đựng sự tra tấn gì đây. À, nghe vậy, Tiểu Vũ Nhược không khỏi nhíu mày lo lắng, vội vàng nói, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ hãy giúp Nhất sư huynh đi. Diệp Tử Lăng chậm rãi cười nói, ta không thể giúp được hắn. Huống hồ hắn còn không biết tự lượng sức mà đánh cược với ta, nhóc con này, tình yêu nảy mầm rồi à. Yên tâm đi, hắn sẽ không chết đâu, chỉ là mất mặt một chút, trước mặt ta phải hạ mình mềm mỏng là xong. Vù vù. Ngay lúc này, bỗng nhiên xảy ra biến cố. Trong bầu trời rộng lớn của Phù Vân Kiếm Tông vang lên một tiếng kêu chói tai, ngay sau đó là tiếng kiếm vang dội khắp tám phương, liên miên không dứt. Leng keng. Âm thanh ấy như tồn tại từ muôn thuở. Bất diệt vĩnh hằng, như tiếng chuông vàng vang bên tai mọi người. Leng keng, leng keng, leng keng. Âm thanh ngày càng dồn dập, khúc kiếm ngâm này như đã đè nén ngàn vạn năm tháng, cao vút hùng tráng, khiến nhiệt huyết của người nghe sôi sục. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Tử Lăng hơi thay đổi, vội vàng nhìn về hướng núi Thánh Kiếm, chỗ đó có luồng sáng xanh nở rộ xoay tròn quanh đỉnh núi. Nhìn kỹ, luồng sáng xanh hùng vĩ ấy là một con chim, đó là thánh thú Thanh Loan. Tỏa ra khí tức thiêng liêng vô cùng. Thanh Loan. Lâm Nhất đã qua cửa đầu tiên. Điện Phi Vân lập tức vang lên tiếng xôn xao. Thanh Loan chính là thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Mỗi khi có người qua cửa sẽ có Thanh Loan bay lên. Đây chính là hiện tượng lạ sau khi qua cửa. Bây giờ Thanh Loan đã xuất hiện. Tức là Lâm Nhất chắc chắn đã qua cửa đầu tiên. Sư tỷ, Nhất sư huynh đã qua cửa rồi. Tiểu Vũ Nhược phấn khích nhảy nhót. Trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu xinh xắn hiện lên vẻ hớn hở vui mừng. Sắc mặt Diệp Tử Lăng hơi mất tự nhiên, quay đầu nói, mới chỉ là cửa đầu tiên mà thôi. Nhưng không lâu sau, chưa đến nửa khắc, giữa những ngọn núi chót vót lại có luồng sáng xanh bừng lên. Lại là khúc kiếm ngâm vang vọng trời đất, lại có một con Thanh Loan bay ra từ núi Thánh Kiếm, khiến người ta mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, chuyện gì thế này, lại qua cửa nữa rồi. Không thể nào. Cửa đầu tiên mới vừa qua, sao lại lập tức xông qua luôn cửa thứ hai được? Này, này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Điện Phi Vân, tất cả mọi người đều ngơ ngác, không tin vào những gì đang chứng kiến. Diệp Tử Lăng lập tức quay đầu lại, ánh mắt lấp lóe không ngừng, chuyện gì thế này, với tu vi của hắn, cho dù đạt đến thiên phách cảnh thì ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Nhưng bây giờ, chỉ qua có nửa khắc, Lâm Nhất đã vượt qua luôn cửa thứ hai. Leng keng. Khi mọi người vẫn đang chìm đắm trong sửng sốt, lại vang lên một tiếng kiếm ngâm nữa, trên núi Thánh Kiếm lại xuất hiện thêm một con Thanh Loan. Ba cửa đã qua. Xẹt. Diệp Tử Lăng không ngồi yên được nữa, nàng ta lập tức phóng tới mép ngoài của Điện Phi Vân, nhìn chăm chú về phía núi Thánh Kiếm. Ba con thánh thú Thanh Loan bay lượn quanh núi Thánh Kiếm, tỏa ra hào quang thiêng liêng hùng vĩ, kiếm ý chấn động trời đất. Không sai được nữa. Hiện tượng này hoàn toàn giống như khi những người khác qua cửa, Lâm Nhất quả thực đã vượt qua ba cửa rồi. Không đợi mọi người định thần lại, trong trời đất lại vang lên tiếng kiếm, lại có một con Thanh Loan bay ra từ núi Thánh Kiếm. Cửa thứ tư. Mọi người kinh hãi tột độ, chố mắt há miệng, Điện Phi Vân vốn ồn ào náo nhiệt bỗng im lặng một cách đáng sợ. Tĩnh lặng tuyệt đối, không một ai nói năng gì, im lìm đến mức khiến người ta cảm thấy giận người. Điều khủng khiếp hơn nữa vẫn đang tiếp diễn. Cửa thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Lâm Nhất tiến lên thế như trẻ tre, xông pha hung hãn trên núi Thánh Kiếm, điên cuồng qua cửa, ngay trước sự chứng kiến của muôn người, liên tiếp vượt qua 8 cửa. Hơn nữa, tốc độ vượt qua các cửa quá nhanh làm người ta khó lòng tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trên Điện Phi Vân, mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Tử Lăng, nếu Lâm Nhất lại vượt qua một cửa nữa, sẽ bằng kỷ lục của Diệp Tử Lăng. Nhiều đệ tử vừa mới nghĩ như vậy trong đầu, thì luồng sáng xanh đã bừng lên từ núi Thánh Kiếm. 9 cửa đã qua. Mọi người trên Điện Phi Vân không thể giữ được bình tĩnh nữa, tất cả đều điên cuồng,
người nào cũng la hét kinh ngạc, không thể tin nổi. Tên này có phải là người không vậy? Đúng là súc sinh mà, hoàn toàn không để cho họ một con đường sống, đấm mạnh vào mặt quá độc ác rồi. Sư tỷ, nhất sư huynh thật lợi hại, đã vượt qua 9 cửa rồi. Vũ Nhược phấn khích đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Lúc này Diệp Tử Lăng hoàn toàn không thể cười nổi, vẻ mặt lúng túng, cắn chặt hàm răng, bàn tay phải nắm chặt run nhẹ nhẹ. Tức quá! Tên kia lại vượt qua 9 cửa trong một mạch, ngay cả kỷ lục của chính nàng ta cũng bị san bằng. 9 cửa thì có làm sao, chắc chắn hắn không thể lên đến đỉnh được, lúc đó vẫn là ta thắng. Diệp Tử Lăng tức tối nghĩ trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy 9 con thanh loan bay lượn trên núi Thánh Kiếm, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên khó coi. Thật sự quá tức giận. Xẹt, xẹt, xẹt. Trong lúc những ngọn núi của Phù Vân Tông dao động, vài bóng người với vẻ mặt lo lắng liên tục bay lên không trung. Không lâu sau, những bóng người này đã đến trước mặt trưởng giáo Phù Vân đang trấn áp kiếm thế trên núi Thánh Kiếm. Trưởng giáo, lúc nãy Lâm Nhất liên tiếp vượt qua 9 cửa. Vị trưởng lão nói một cách hoang mang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hơi phấn khích, trong lúc nói, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng, khó có thể che giấu được vẻ chấn động. Quá nhanh. Tốc độ Lâm Nhất liên tiếp vượt qua 9 cửa quá nhanh, trước đây Diệp Tử Lăng cũng vượt qua 9 cửa, nhưng phải mất tới 3 ngày. Nhưng bây giờ, ngoại trừ cửa đầu tiên Lâm Nhất tốn nhiều thời gian, những cửa khác hắn gần như vượt qua một mạch luôn. Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa ngày, thật khó tin nổi, dường như trong Phù Vân Kiếm Tông chưa từng có ai nghịch thiên như vậy. Ta biết rồi. Sắc mặt trưởng giáo Phù Vân không thay đổi, chỉ nhìn 9 con thanh loan bay lượn quanh núi Thánh Kiếm. Con người lấp lóe, khiến người ta không biết ông đang nghĩ gì. Có mấy vị trưởng lão muốn vào núi xem xảy ra chuyện gì, nhưng đều không vào được. Một người khác lên tiếng nói. Việc này các ngươi không cần quản nữa. Trưởng giáo Phù Vân bình tĩnh ra lệnh. Mấy người gật đầu, nhưng vẫn có người không nhịn được hỏi. Trưởng giáo đại nhân, chẳng lẽ Lâm Nhất thực sự sắp lên đến đỉnh núi rồi sao? Trước đó tại Điện Phi Vân, Lâm Nhất đánh cược với Diệp Tử Lăng. Hắn sẽ một lần xông qua Phù Vân Thập Tam Quan. Các vị trưởng lão đều cười mà không nói gì, Lâm Nhất hoàn toàn không biết núi Thánh Kiếm sâu cạn ra sao, lời khẳng khái ấy chỉ nghe cho vui mà thôi. Nhưng với chiều hướng như hiện tại, thực sự khiến người ta hơi sợ hãi. Nói không chừng Lâm Nhất thực sự sẽ lên đến đỉnh núi. Trưởng giáo, trước đây có ai lên đến đỉnh chưa? Một vị trưởng lão tò mò hỏi. Đã 2000 năm rồi không ai lên đến đỉnh núi Thánh Kiếm. Nhưng 2000 năm trước, có người lên đến đỉnh hay không thì ngay cả các trưởng lão cũng không biết. Lịch sử của ngọn núi này còn lâu đời hơn cả Phù Vân Kiếm Tông. Phù Vân Kiếm Tông chỉ là một thế lực ngoại vi của Kiếm Tông, khi ngọn núi này tồn tại, Phù Vân Kiếm Tông chưa chắc đã được thành lập. Núi Thánh Kiếm này chính là thánh địa kiếm đạo của toàn bộ Phủ Thương Huyền, vô số các tông môn khác đều mơ ước sức mạnh ấy, có vô số bí mật khó lường. Ít ra trong Phù Vân Kiếm Tông chưa ai lên đến đỉnh cả. Trưởng giáo Phù Vân chậm rãi mở lời. Thật sự chưa có ai lên đến đỉnh cả. Trong lòng mấy vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc, không đúng, trưởng giáo nói là trong Phù Vân Kiếm Tông chưa ai lên đến đỉnh, chứ không phải chưa có ai lên đến đỉnh. Giữa hai điều ấy, vẫn có rất nhiều khác biệt. Lâm Nhất vẫn chưa thể lên đến đỉnh được, các ngươi hãy xuống trước đi. Trưởng giáo Phù Vân nhẹ nhàng nói. Không thể lên đến đỉnh ư. Trưởng giáo hơi quá chắc chắn rồi. Trong lòng mấy vị trưởng lão có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Sau khi hành lễ, họ cùng nhau rời đi. Đứa nhỏ này, thật ngoài dự đoán. Trưởng giáo Phù Vân lẩm bẩm một mình, ông nhìn chăm chú về phía núi Thánh Kiếm, dường như muốn nhìn thấu kiếm quang hùng vị ấy. Đáng tiếc, đỉnh núi vẫn luôn bị một lớp sương mù bao phủ, dù ông dò xét ra sao cũng khó lòng nhìn rõ. Trước đó ông đã cảm nhận được núi Thánh Kiếm có chút biến hóa, Lâm Nhất hẳn đã phát hiện ra một số bí mật. Hoặc đã sử dụng một vài thủ đoạn khác. Vì thế mới có thể một lần xông qua 9 cửa, nhưng 3 cửa cuối cùng lại khác hẳn, bất kỳ thủ đoạn nào cũng khó có tác dụng. Ít ra bây giờ, Lâm Nhất không thể lên đến đỉnh được. Núi Thánh Kiếm. Ở cửa thứ 10, Lâm Nhất tốn thời gian hơi lâu, mất nửa canh giờ mới vượt qua cửa này. Từ đó, trong Phù Vân Thập Tam Kiếm, Lâm Nhất đã nắm được 10 kiếm, chỉ còn 3 kiếm cuối cùng. Chủ nhân, 3 cửa cuối cùng này. Bọn ta không thể đi cùng chủ nhân được nữa. 10 tượng đá cung kính đứng trước mặt Lâm Nhất, cẩn trọng nói. Niềm vui vừa vượt qua cửa của Lâm Nhất lập tức nhạt đi không ít. Bây giờ hắn đã sao chép lại toàn bộ,
nhưng Phù Vân kiếm quyết vẫn thiếu một đoạn tổng quát quan trọng nhất, nếu không có đoạn tổng quát này, dù kinh văn còn lại nhiều đến đâu cũng vô dụng với hắn, không thể dùng để tu luyện. Như vậy, thu hoạch của hắn chỉ còn lại 10 kiếm trong Phù Vân thập tam kiếm mà thôi. Tuy vẫn rất đáng kể, ngay cả Diệp Tử Lăng cũng chỉ vượt qua 9 cửa, Lâm Nhất còn nắm được nhiều hơn nàng ta một kiếm. Nhưng lúc này đang phấn khởi vì vừa liên tiếp vượt qua 10 cửa, Lâm Nhất đương nhiên là muốn nhắm đến đỉnh núi. Nếu chưa từng thấy Phù Vân kiếm quyết thì cũng đành, giờ đã thấy rồi, nhất định phải kết hợp kiếm quyết và kiếm pháp mới được. Trước đó người trong bức tranh có bảo các ngươi đi theo ta lên núi mà. Trên mặt Lâm Nhất lộ ý cười, nhẹ nhàng hỏi. 10 tên tay đấm mạnh mẽ mở đường trước mặt thật tiện lợi, tất nhiên Lâm Nhất không muốn bỏ qua. Đã đến tận cùng rồi, núi này chỉ cao như vậy thôi. Một tượng đá nói. Lâm Nhất khó hiểu hỏi, không đúng, còn 3 cửa nữa, đường lên đến đỉnh núi vẫn còn xa lắm, núi này không chỉ cao như vậy. Núi này chỉ cao như vậy thôi. Tượng đá vẫn tôn kính với Lâm Nhất, nhưng lại cứng nhắc cho rằng núi Thánh Kiếm chỉ cao như thế. Lâm Nhất suy nghĩ một lúc, không miễn cưỡng nữa, nói, cảm tạ các vị đã đưa ta tới đây, con đường phía sau, để ta đi một mình vậy. Sau khi tượng đá lui đi, suy nghĩ của Lâm Nhất thoáng qua như tia điện, vài trăm năm trước cũng có người như hắn, xông qua đến cửa thứ 10. Trong ghi chép của Phù Vân Kiếm Tông, đạt đến cửa thứ 10 đã là cao nhất rồi, lên cao hơn nữa thì không còn ai đặt chân lên được. Ít nhất trong gần ngàn năm gần đây là như vậy, còn trước ngàn năm thì không ai biết nữa. Lời nói của tượng đá cũng có chút thú vị, núi này chỉ cao như vậy thôi. Nhưng hắn đứng tại đây, rõ ràng đã có thể nhìn thấy đỉnh núi, núi này không chỉ cao như thế. Cứ đi trước đã. Lâm Nhất thu hồi tâm tư, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh, bước chân tiến về phía trước. Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân ra, con đường núi phía trước bỗng biến mất, dưới chân là vực thẳm vạn trượng. Một luồng khí lạnh từ dưới vực cuồn cuộn dâng lên. Trong làn khí lạnh ấy còn tràn ngập khí tức tử vong, phả vào mặt, khiến người ta run lẩy bẩy. Hít! Lâm Nhất hoảng sợ hít một hơi, vội vàng lùi lại. Chuyện gì thế này? Mặt hắn tái nhợt, vẫn chưa hết kinh hoàng, lúc nãy nếu bước chân nhanh hơn một chút, có lẽ đã rơi xuống vực rồi. Ngẫm lại cũng khiến người ta không rét mà run, rợn cả tóc gáy. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, phía trước là con đường hiểm trở uốn khúc lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có mây mù lượn lờ, có kiếm thế hùng vĩ cao tận trời, chân thực đến mức không thể chân thực hơn nữa. Sột sột, Lâm Nhất giơ tay nhặt một hòn đá nhỏ, ném về phía trước, hòn đá lăn lóc vài tiếng trên con đường núi rồi dừng lại. Phía trước quả thật có con đường, nhưng khi hắn thực sự bước chân ra thì con đường biến mất, biến thành vực thẳm vạn trượng. Kỳ quái, chẳng lẽ thứ lúc nãy ta nhìn thấy là ảo giác? Lâm Nhất nắm cằm tự hỏi, rồi bước chân tiến về phía trước. Cảnh tượng kỳ dị ấy lại xuất hiện. Cho dù là làn khí lạnh buốt xương tủy hay khí thức của tử vong phả vào mặt đều thực tế đến khó tin, chắc chắn không phải ảo giác. Thảo nào trước đây chưa ai lên được đỉnh núi. Sau cửa thứ 10, cảnh tượng trước mắt hiện ra, bất kỳ ai cũng không dám bước chân tiến lên. Hơi chém gió to quá rồi, xem ra Phù Vân thập tam quan thực sự không thể lên đến đỉnh được. Lâm Nhất cười cười, có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm. Nếu quay về như thế, e rằng Diệp Tử Lăng sẽ chế nhạo hắn một trận, chẳng biết nàng ta sẽ đắc ý ra sao nữa. Không thể chịu đựng được. Lâm Nhất hơi nóng tính, ánh mắt lấp lóe, có chút đăm chiêu. Lâm Nhất, ngươi sợ cái gì? Có bản đế ở sau lưng, ngươi cứ mạnh dạn bước tới, chắc chắn không chết đâu. Trong cái hộp kiếm tử diên, giọng nói của Tiểu Băng Phượng vang lên. Lâm Nhất cười nói, ngươi lợi hại, vậy ngươi ra đây đi trước, ta sẽ theo sau. Hừ. Bản đế khinh, Tiểu Băng Phượng ngửa đầu lên nói. Lâm Nhất cười cười, biết nhóc con này đang khoác lác mà thôi. Không đếm xỉa đến lời chế nhạo của Tiểu Băng Phượng, Lâm Nhất thử thêm vài lần nữa, nhưng đều vô hiệu cả. Đến lúc này, hắn khẳng định nếu thực sự bước tới, chắc chắn sẽ chết một cách thảm khốc. Đây không phải vấn đề có can đảm hay không, nếu chỉ cần dũng cảm, không sợ chết là có thể lên đến đỉnh núi, thì đã sớm có người làm được rồi. Người không sợ chết rất ít. Nhưng cũng không phải không có, những kiếm khách không sợ chết lại càng nhiều hơn. Nếu không sợ chết là có thể lên đến đỉnh núi, thế thì quá đơn giản rồi. Ta có lẽ đã bỏ sót điều gì đó. Lâm Nhất ngửa mặt nhìn đỉnh núi, lẩm bẩm. Bỏ sót điều gì? Không nghĩ ra được. Lâm Nhất lắc đầu cười khổ, nếu dễ nghĩ ra như vậy thì đã sớm lên đến đỉnh núi rồi.
Phù Vân thập tam quan thật sự rất khó khăn, Lâm Nhất coi như đã cảm nhận được, còn khó hơn cả lúc lĩnh ngộ sơ thủy chi kiếm. Lúc ấy tuy nguy hiểm, nhưng ít ra vẫn còn có đường để đi, giờ đây thực sự không còn đường nào để đi cả. Thôi, xuống núi vậy, Lâm Nhất xoay người, quay đầu lại nhìn, rồi miễn cưỡng rời đi. Sức người cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, có lẽ phải đạt đến tinh quân mới tìm ra được lời giải cho câu đố này. Dù rõ ràng đã gần đến thế, phải từ bỏ như vậy thật đáng tiếc quá. Lâm Nhất thầm thở dài trong lòng, lắc đầu không muốn nghĩ thêm nữa. Trên điện Phi Vân, mọi người nhìn về phía núi Thánh Kiếm, nhìn về phía 10 con thanh loan bay lượn trên không trung. Trong ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ tột cùng, Lâm Nhất liên tiếp vượt qua 9 cửa, chỉ trì hoãn một chút lại vượt qua luôn cửa thứ 10. Đạt đến kỷ lục cao nhất trong gần ngàn năm qua của các đệ tử Phù Vân Kiếm Tông, khiến mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Cái gì gọi là thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Mới gia nhập tông môn chưa đầy một ngày, tu vi chưa đạt tinh quân, mà đã xông qua được 10 cửa trên núi Thánh Kiếm, thật không thể so sánh nổi. Quá mạnh, thành tích của Lâm Nhất hoàn toàn làm bọn họ câm nín, tâm phục khẩu phục. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, núi Thánh Kiếm vẫn không có hiện tượng lạ nào nữa. Trong lòng mọi người đều rõ, Lâm Nhất đã bị kẹt lại, giống như những thiên tài của Phù Vân Kiếm Tông vài trăm năm trước, bị kẹt lại ở cửa thứ 11, nửa bước cũng khó đi. Nhưng lần này trên điện Phi Vân hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ tiếng chế nhạo nào. Nếu ngay cả Lâm Nhất cũng không vượt qua được ba cửa cuối cùng, thì với tố chất của họ càng không cần phải nói nữa, có lẽ thực sự không thể lên đến đỉnh núi Thánh Kiếm. Sư tỷ, Nhất sư huynh bị kẹt ở cửa thứ 11 rồi. Tiểu Vũ Nhược phấn khích chạy lại nói. Diệp Tử Lăng nhẹ nhàng nói, đúng như dự đoán, không ai có thể vượt qua ba cửa cuối cùng cả. Tại sao vậy? Tiểu Vũ Nhược vội hỏi. Những người khác cũng ngừng bàn luận, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Tử Lăng, dù sao nàng ta là con gái của trưởng giáo, có lẽ sẽ biết một số bí mật. Diệp Tử Lăng không giấu giếm, bình tĩnh nói, 700 năm trước, có một đệ tử kiếm tông lên đến cửa thứ 10, đã để lại một số ghi chép, ta từng xem qua. Người ấy nói sau cửa thứ 10, hoàn toàn không còn đường đi, trông thì có vẻ là một con đường núi, nhưng khi bước lên thì lại là vực sâu tử vong, núi Thánh Kiếm đến cửa thứ 10 là tận cùng. Ồ, mọi người hít một hơi khí lạnh, núi Thánh Kiếm thậm chí còn có bí mật như vậy, thật sự chưa từng nghe thấy. Vậy sư tỷ và Nhất sư huynh đánh cược, chẳng phải là sư tỷ chắc chắn thắng rồi sao? Tiểu Vũ Nhược bĩu môi nói. Diệp Tử Lăng thản nhiên đáp. Sao ta có thể không nắm chắc phần thắng mà đã đánh cược chứ, dù sao nếu thua cược, bất kể yêu cầu gì của hắn thì ta cũng phải đáp ứng. Tiểu Vũ Nhược cười nói, thực ra cũng không sao đâu, Nhất sư huynh tài giỏi như vậy, chắc chắn xứng đôi với sư tỷ mà. Diệp Tử Lăng trừng mắt nhìn nàng ấy, lạnh lùng nói, đầu óc nhóc con này đang nghĩ gì vậy? Để ta gả ngươi cho hắn được không? Người ta còn nhỏ mà. Tiểu Vũ Nhược cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Bộp, Diệp Tử Lăng gõ nhẹ lên đầu nàng ấy, nói, nhóc con này còn tin là thật à, ta cảnh báo ngươi, từ nay tránh xa hắn ra một chút. Hắn chỉ biết lừa gạt mấy cô bé, trong lòng toàn là ý nghĩa xấu xa, sư tỷ nhìn người rất chuẩn đấy. Lần đánh cược này, hắn chắc chắn thua, dù sao phải áp chế sự sắc bén của hắn, để hắn thành thật trước đã. Đau quá, Tiểu Vũ Nhược ôm đầu, ấm ức nói. Những người khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Lâm Nhất này thật lợi hại. Mới tới Phù Vân Kiếm Tông chưa được bao lâu, suýt nữa đã chinh phục luôn hai mỹ nhân của tông môn rồi. Người so với người, thật khiến người ta tức chết. Trong núi Thánh Kiếm, Lâm Nhất xuống núi rất nhanh. Không lâu sau, hắn đã trở lại chân núi, quay về nơi thử thách của cửa đầu tiên. Thạch Nhất nhìn thấy hắn, vẫn cung kính hành lễ. Lâm Nhất mỉm cười, tiếp tục bước đi. Đúng lúc hắn sắp rời khỏi chân núi, bước chân bỗng dừng lại. Tâm trí Lâm Nhất bừng sáng, lúc nãy Thạch Nhất thi lễ với hắn, khiến hắn cuối cùng cũng nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì. Ha ha ha! Lâm Nhất bật cười lớn, đập mạnh lên trán, vui mừng nói, ta quả thực là thiên tài kiếm đạo vô song có 102 mà. Lâm Nhất, người đập đầu mình làm gì, điên rồi à? Tiểu Băng Phượng cười hì hì hỏi. Cứ đợi xem đi. Lâm Nhất không đếm xỉa nàng ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hắn nhanh chóng quay người. Trở lại đường lên đỉnh núi. Trong đôi mắt long lanh ánh sáng, sự sắc bén lộ rõ. Vân Ngoại Thanh Sơn, Bích Lạc Tinh Thần, Móc Lửng.
hắn biết cách lên đến đỉnh núi rồi. Đỉnh núi như kiếm, mây mù như biển. Lâm Nhất trở lại cửa thứ 10 của núi Thánh Kiếm, sau cửa thứ 10, mây mù bao la vô tận. Ngẩng đầu lên nhìn, ở tận cuối cùng của tầm nhìn, đỉnh núi xa xăm hiện ra. Nhưng con đường núi dưới chân, mỗi khi bước chân ra thì lập tức biến mất không còn lối đi. Biến thành vách núi, trên vách núi chỉ có mây mù phảng phất, dưới vách núi là vực sâu vô tận, tràn ngập khí lạnh và khí tức của tử vong. Rõ ràng có thể cảm nhận được, nếu thực sự bước chân lơ lửng giữa trời, chưa chắc có thể đi trên không. Khí tức của tử vong từ đáy vực sâu có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào. 1.000 năm, 2.000 năm, hoặc thậm chí lâu hơn nữa, Phù Vân Kiếm Tông chưa từng có ai thực sự lên đến đỉnh núi. Nếu là mình, đứng đây 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm mà vẫn không đợi được, thì phải cô đơn đến nhường nào. Vân Ngoại Thanh Sơn, Bích Lạc Tinh Thần. Lâm Nhất nhìn về phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người đã đọc câu đó nhiều lần rồi, Lâm Nhất, rốt cuộc có làm được không đấy? Tiểu Băng Phượng trong Hộp Kiếm Tử Diên hỏi với vẻ hoài nghi. Nhóc con nham hiểm này, dám nói mình không làm được. Lâm Nhất cười nói, ta hỏi ngươi, Vân Ngoại Thanh Sơn, đảo ngược lại là gì? Vân Ngoại Thanh Sơn, Tiểu Băng Phượng nắm cằm, nghiêng đầu suy nghĩ. Là Thanh Sơn Vân Ngoại, núi xanh chỉ ở ngoài mây trắng. Ánh mắt của Lâm Nhất sáng quắc, khẳng định chắc chắn, nếu ta có thể ở trên mây trắng ấy, chắc chắn sẽ nhìn thấy núi xanh thật sự. Những tượng đá nói rất đúng, núi này chỉ cao như vậy, lên cao hơn nữa hoàn toàn không có đường. Ba cửa còn lại, chính là ba ngọn núi, mỗi núi một cửa, ba ngọn núi xanh, tượng trưng cho ba kiếm mạnh nhất của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi, Tiểu Băng Phượng nói một cách vô tình. Lâm Nhất cười nói, nhóc con, ngươi không thấy ngọn núi này cô đơn quá sao? Bao nhiêu năm rồi, nó hiện diện ngay đây, nhưng không ai có thể lên đến đỉnh. Thậm chí có lẽ, chỉ có ta nhìn thấy bài thơ ấy, có lẽ chỉ có ta nghĩ ra điều này. Rồi sao nữa, Tiểu Băng Phượng nhạt nhẽo nói, trên mây trắng, làm sao người có thể đứng? Nếu ngươi đoán sai, ngươi sẽ chết chắc. Ha ha ha. Lâm Nhất cười phá lên, lớn tiếng nói, bọn kiếm khách chúng ta, sợ quái gì cái chết chứ. Cùng với tiếng cười vang dội ngất trời, Lâm Nhất phóng lên không trung, nhảy xuống phía trước. Thoáng chốc, con đường núi trước mặt hắn biến thành vực sâu vô tận tràn ngập khí lạnh và khí thức của tử vong. Ơ kìa! Tiểu Băng Phượng trên Hộp Kiếm Tử Diên hoảng hốt nhảy dựng lên. Quả nhiên! Khi đang ở trên không, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được, trên vực sâu này hoàn toàn không thể phi hành. Chân nguyên trong khí hải của hắn dường như bị khóa chặt, không thể khởi động, kiếm ý cũng bị phong ấn. Hắn định thần hướng về một đám mây trắng, chậm rãi rơi xuống, nếu mây trắng không thể đỡ nổi, hắn sẽ thực sự rơi xuống vực sâu. Giống, giống, giống. Đồng thời, từ đáy vực vọng lên những tiếng gầm thê lương, vô số đỏ và đen trộn lẫn. Trong lúc cuồn cuộn biến ảo thì một cái đầu lâu trồi lên, từ đáy vực phóng lên, chỉ trong chớp mắt đã muốn nuốt chửng hắn. Cái quỷ quái gì vậy? Sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, cảm thấy cái đầu lâu ấy vô cùng tà ác, nếu bị nuốt vào có lẽ chỉ trong nháy mắt đã mất mạng. Nỗi sợ hãi vô tận lan tỏa trong lòng, Lâm Nhất xoay người nhảy vọt, tăng tốc rơi xuống đám mây trắng. Nhưng tốc độ của cái đầu lâu quá nhanh, trước đó còn ở đáy vực, giây sau đã xuất hiện sau lưng Lâm Nhất. Xong đời rồi. Sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, trái tim đập thình thịch không ngừng, nhịp máu tăng vọt. Trong tình huống sống còn này, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, quay người đối mặt với cái đầu lâu khổng lồ phun ma khí ấy. Luồng sát khí cuồn cuộn ập tới, ý chí của Lâm Nhất suýt bị nuốt chửng ngay từ lần đối đầu đầu tiên. Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất đạp chân xuống vững vàng, hắn đã rơi xuống đám mây trắng. Chân nguyên bị khóa chặt, kiếm ý bị phong ấn lập tức khởi động. Chết đi! Lâm Nhất không kịp suy nghĩ thêm, vung tay một cái. Đã tích lũy đến mức này, như cung đã căng tới cực hạn, chỉ thiếu một phát bắn. Rầm. Luồng kiếm quang hùng vĩ từ đầu ngón tay hắn bùng phát, một chiếc lá một bồ đề, một đóa hoa một thế giới. Ba biển hoa trồng chất phía sau lưng, giữa trời hoa rực rỡ, toàn thân hắn tỏa khí chất xuất trần tuyệt thế, mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngài. Rầm. Chỉ trong nháy mắt thần kiếm vung ra, cái đầu lâu sắp tấn công bị đâm xuyên qua, tan thành khói mây rồi tan biến. Đột, đột, đột. Trái tim Lâm Nhất vẫn đập liên hồi, sắc mặt tái nhợt, nếu lúc nãy hắn không kịp quay người. Cho dù đã rơi xuống đám mây trắng, có lẽ cũng không kịp quay lại, đã bị cái đầu lâu ấy nuốt chửng mất rồi.
nguy hiểm quá. Lâm Nhất thầm than một tiếng, quả thực suýt chút nữa đã chết rồi. Cái quỷ gì thế này? Lâm Nhất nhíu mày, lẩm bẩm tự hỏi. Đó là ma niệm, cho dù là võ giả chính đạo hay võ giả ma đạo, khi đạt đến cảnh giới cao nhất đều sẽ có ý niệm tồn tại. Nhưng ý niệm này dần dà sẽ bị ma hóa, vô cùng đáng sợ, cái ngươi vừa gặp chỉ là ma niệm thông thường mà thôi. Giọng nói của Tiểu Băng Phượng vang lên bên cạnh, Lâm Nhất quay đầu lại, phát hiện nàng ta đã chạy ra khỏi hộp kiếm từ lúc nào không hay. Nàng ta mặc chiếc váy trắng tinh khôi, hai cổ tay trắng như ngọc kia buộc hai chiếc chuông nhỏ, đầu búi hai bím tóc đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn không tì vết tỏa ra khí chất tuyệt trần, rõ ràng là một mầm non tuyệt sắc. Ha ha ha, thì ra Đồ Thiên Đại Đế cũng khá quan tâm đến ta đấy chứ. Lâm Nhất cười hì hì nói. Hứ, bản đế chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi. Tiểu Băng Phượng xoay mặt đi, bĩu môi nói, còn nữa, tên hiệu của bản đế phải đọc đủ mới có khí thế, đừng gọi bản đế là Đồ Thiên Đại Đế, bản đế là Phượng Hoàng Thần Tộc. Lâm Nhất ngắt lời nàng ta, Tiểu Băng Phượng, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Lại không cho bản đế nói hết câu. Tiểu Băng Phượng tức giận, hừ, ngươi bảo bản đế nhìn thì bản đế sẽ nhìn sao, nghĩ hay nhỉ, bản đế không nhìn. Ồ, cái kia là gì vậy, núi xanh, thật sự là núi xanh, Lâm Nhất, ngươi đoán đúng rồi. Tiểu Băng Phượng nói không nhìn, nhưng đầu vẫn quay lại, lập tức kinh ngạc kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ý cười phấn khích tột cùng. Quả nhiên phía sau muôn vạn đám mây trắng kia, có những ngọn núi xanh ẩn hiện. Sau những ngọn núi xanh, là bầu trời vô tận với vô số vì sao lấp lánh. Vân ngoại thanh sơn, bích lạc tinh thần, núi xanh ngoài mây, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ tự đắc, cười nói, đã bảo ta là thiên tài kiếm đạo vô song trong muôn vạn người mà. Hừ, bản đế tin ngươi mới là lạ, lúc nãy còn nói cái gì mà, kiếm khách chúng ta, sợ quái gì cái chết, kết quả sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, bản đế nghe rõ mồn một đấy. Tiểu Băng Phượng khinh khỉnh nói. Lâm Nhất cười trừ, bọn ta là thanh niên nhiệt huyết, đương nhiên ngươi không hiểu rồi. Ngươi nói cái gì? Tiểu Băng Phượng lập tức nổi đoá, Lâm Nhất đang nói nàng ta già, điều này không thể chấp nhận được. Ha ha ha, ta không nói gì cả. Lâm Nhất cười lớn vài tiếng, nhảy về phía trước trên đám mây trắng, thân hình lập lòe, Tiểu Băng Phượng vừa tức vừa vội, nhanh chóng đuổi theo. Hai người cứ thế đùa giỡn trên biển mây, không ngừng tiến lại gần phía ngọn núi xanh. Xẹt! Khi sắp đến gần ngọn núi xanh, Lâm Nhất dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn từ xa không lớn lắm, nhưng khi thực sự tiến lại gần mới cảm nhận được khí thế bàng bạc, đến tận chân núi e rằng phải che khuất cả bầu trời, khiến người ta khó thở. Lâm Nhất, lúc nãy ngươi nói bản đế cái gì? Tiểu Băng Phượng trừng mắt, phồng má tức giận, dám nói bản đế già, điều này tuyệt đối không thể tha thứ, bản đế là Đồ Thiên Đại Đế mà. Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với Lâm Nhất, không thể cho qua chuyện này được. Lâm Nhất xoay người lại cười thít mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Băng Phượng, không nói gì, nhìn đến nỗi nàng ta e dè xấu hổ, mới cười nói, ta nhận ra đôi mắt ngươi rất đẹp, đồng tử trong veo như nước mùa thu, sáng ngời như ngọc lưu ly, giống như vì sao lạnh lẽo trên trời, cũng như viên ngọc quý trong núi tiên, nước là ánh mắt đung đưa, xương trắng vắt qua sông, núi là chân mày nhíu lại, khói sóng mênh mông. Tiểu Băng Phượng nghe những lời ấy, trong lòng thấy vui sướng, nhưng vẫn giả vờ khinh khỉnh cười nói, đương nhiên rồi, đây là mắt phượng của bản đế mà. Đúng, đó là mắt phượng hàng thật giá thật, đi thôi. Lâm Nhất cười tươi nói. Một lớn một nhỏ, hai bóng người tiến về phía trước trên biển mây mênh mông. Biển mây mờ mịt, sóng vỗ bạc đầu, mênh mông bát ngát, đạp trên đó tựa tiên nhân ngự gió. Lâng lâng nhẹ nhõm, giống như mọc cánh phi thăng thành tiên. Núi xanh ngoài mây, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, hóa ra cảnh đẹp như vậy. Trên mặt Tiểu Băng Phượng đầy ý cười, nhưng đi được một lúc, phát hiện có điều không đúng, hai hàng lông mày nhíu lại. Lâm Nhất vừa nói gì về nàng ta nhỉ? Sao mình không nhớ nổi? Lâm Nhất thối kia, vừa rồi có phải ngươi ám chỉ ta già rồi phải không? Đúng không hả? Tiểu Băng Phượng bất mãn nói. Lâm Nhất cười đáp, đâu có, ngươi nhìn núi đi, cao thật. Hừ, năm đó bản đế chỉ cần giơ một ngón tay là đè nó xuống rồi. Tiểu Băng Phượng liếc mắt, khinh khỉnh nói. Lâm Nhất cười khẽ, phi thân lên đỉnh núi xanh. Lên tới đỉnh, gặp phải tượng đá canh giữ cửa thứ 11, phía sau có một vách đá. Vô số vết kiếm đan xen, sát khí sắc bén tràn ngập, nghe bên tai giống như tiếng kiếm vang leng keng.
ta đến vượt cửa. Lâm Nhất nói với tượng đá. Tượng đá nhẹ nhàng đáp, trong núi có tranh, phá được tranh thì qua cửa. Lâm Nhất cũng không nhiều lời, tìm kiếm dấu vết trên vách đá này rõ ràng khác với những vách trước. Ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ hơn, vết kiếm đan xen, sương mù mênh mông, khó có thể nhìn thấu. Hắn thúc giục kiếm ý thông thiên đến cực hạn, đôi mắt tỏa ánh sáng lờ mờ, tóc dài bay phất phơ, gương mặt như ngọc quý, vẻ nghiêm túc tột cùng. Khó quá! Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Tiểu Băng Phượng bỗng nói, Lâm Nhất, mắt ngươi đang chảy máu kìa. Máu tươi chảy ra từ hốc mắt, nhưng Lâm Nhất không thèm quan tâm, chỉ tìm kiếm bức tranh tồn tại trong núi này. Tìm thấy rồi. Lâm Nhất khẽ cười, trong tầm mắt của hắn, một bức tranh bày ra. Lúc bức tranh hoàn toàn hiện ra, một luồng sáng hóa thân thành bóng người, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Nhất. Keng! Lâm Nhất rút kiếm đón đỡ, hai thân ảnh giao thủ như chớp nhoáng, chốc lát đã mơ hồ không rõ. Chỉ còn lại kiếm quang đan xen, chân nguyên sao động. Trận chiến tương đối khốc liệt, cho đến khi Lâm Nhất triệu hồi Tử Diên kiếm trận, mới miễn cưỡng giành thắng lợi. Điểm sáng trong bức tranh nhập vào mi tâm của hắn, một luồng thông tin trào vào trong đầu, chính là kiếm thứ 11 của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Trùng hợp thay, một kiếm này lại mang tên Bích Lạc Tinh Thần. Lâm Nhất mở mắt ra, lau vết máu nơi khóe miệng, cười nói, quả nhiên. Kinh văn, mau nhớ kỹ đi. Tiểu Băng Phượng thấy Lâm Nhất cười ngớ ngẩn, chỉ vào vách đá, vội vàng la lên. Được rồi. Lâm Nhất mỉm cười, khoanh chân ngồi xếp bằng, ghi nhớ từng lời kinh văn hiện ra trên vách đá. Thật lâu sau, khi hắn đứng dậy, tượng đá khẽ nói, đã qua cửa này. Tại Điện Phi Vân, lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lâm Nhất sắp rời khỏi núi. Phương hướng núi Thánh Kiếm lại có ánh sáng xanh chói lọi bùng phát, một con thanh loan lại bay lượn trên không trung. Điện Phi Vân vốn ồn ào lập tức im phăng phắc, vô số người chố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó tin. Cửa thứ 11, Lâm Nhất đã vượt qua. Làm sao có thể như vậy? Diệp Tử Lăng cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ ngỡ ngàng nồng đậm. Sau 10 cửa của núi Thánh Kiếm, đã không còn đường đi. Nếu không có đường, việc vượt cửa cũng không thể nói đến, nên cửa này không ai có thể vượt qua. Nhưng quanh núi Thánh Kiếm, quả thực có 11 con thanh loan đang bay lượn, mỗi con đều tỏa khí tức thần thánh, ánh sáng lấp lánh, khiến người ta trầm trồ nhìn chăm chú. Thật đáng sợ, Nhất sư huynh làm được như thế nào vậy? Sư tỷ, chuyện gì thế này? Tiểu Vũ Nhược lúc này cũng kinh hồn táng đảm, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tử Lăng nhíu mày, trầm ngâm, không biết, thật khó tin được, thiên phú kiếm đạo của hắn đáng sợ đến thế ư. Tiểu Vũ Nhược bỗng cười nói, sư tỷ, chẳng phải sư tỷ vẫn luôn muốn tu luyện ba kiếm cuối của Phù Vân Thập Tam Kiếm sao, nếu Nhất sư huynh đã nắm giữ được, sư tỷ có thể nhờ hắn chỉ giáo. Ánh mắt Diệp Tử Lăng sáng lên, nhưng lại lập tức tối sầm lại khi nghĩ đến ánh mắt của đối phương lúc ấy nhìn mình. Người này chỉ là kẻ phong lưu, nếu thật sự lên đỉnh núi, chẳng biết sẽ làm khó mình ra sao. Nàng ta đã đạt tới cảnh giới tinh hà, lĩnh ngộ kiếm ý thông thiên, thực lực mạnh hơn Lâm Nhất hiện tại rất nhiều. Để Diệp Tử Lăng đi xin chỉ giáo với Lâm Nhất, với tính tình lạnh lùng kiêu ngạo của nàng ta, còn khó nhọc hơn cả giết nàng ta. Hắn chưa lên đỉnh đâu, chỉ hơn ta một kiếm mà thôi. Trên gương mặt lạnh lùng của Diệp Tử Lăng thoáng hiện vẻ ngoan cường cố chấp, không muốn khuất phục chịu thua. Cửa thứ 11, hình như Lâm Nhất đã phá kỷ lục của Phù Vân Kiếm Tông rồi. Kỷ lục cao nhất của đệ tử tông môn trước đây chỉ mới đến cửa thứ 10, mà đó là chuyện cách đây 700 năm rồi. Có người lẩm bẩm một câu, trong lòng mọi người gợn lên sóng gió vô tận. 700 năm rồi. Phù Vân Kiếm Tông, bị một người ngoài mới gia nhập chỉ trong một ngày đã phá vỡ kỷ lục. Thật khó có thể chấp nhận, nhiều đệ tử thân truyền cay đắng trong lòng, lộ vẻ bất lực. Không chỉ các đệ tử tại Điện Phi Vân, mà các trưởng lão tông môn đứng giữa các ngọn núi, cùng trưởng giáo Phù Vân đang khống chế kiếm thế, cũng đều kinh ngạc vô cùng. Tên nhãi này làm được như thế nào vậy? Trong mắt trưởng giáo Phù Vân hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, ông ta cũng đã từng đi lên núi Thánh Kiếm Phong, nhưng đến cửa thứ 10 cũng không thể đi tiếp. Đó là đường cùng, nếu dám nhảy xuống, ngay cả cường giả cảnh giới Long Mạch cũng phải chết. Hai canh giờ sau, lại có tiếng kiếm vang vọng bốn phương tám hướng, núi Thánh Kiếm có thêm một con thanh loan nữa. Cửa thứ 12, Lâm Nhất lại vượt qua một cửa, chỉ còn cách đỉnh núi một cửa cuối cùng, lúc này Điện Phi Vân hoàn toàn sôi sục. Trời ơi, Lâm Nhất sắp lên đỉnh núi rồi à?
Quá đáng sợ, kỷ lục hàng ngàn năm chưa bị phá, chẳng lẽ thật sự bị Lâm Nhất phá rồi sao? Trước tiên là 7 bước thành kiếm, khiến ta không nói nên lời, giờ lại sắp lên đỉnh núi, Lâm Nhất này thật sự muốn lên trời rồi. Chết mất, làm sao mà bì được, hắn mới chỉ là cảnh giới thiên phách thôi. Lâm Nhất lại vượt qua một cửa nữa, chỉ còn cách đỉnh núi một cửa cuối cùng, lúc này Điện Phi Vân hoàn toàn sôi sục. Duy nhất Diệp Tử Lăng có sắc mặt khó coi, bởi nàng ta đã đánh cược với Lâm Nhất rồi. Nếu đối phương lên đến đỉnh núi, bất kỳ yêu cầu nào của Lâm Nhất, nàng ta đều phải đáp ứng. Giữa biển mây mênh mông, Lâm Nhất vừa chiến thắng cửa thứ 12, cùng Tiểu Băng Phượng hướng về ngọn núi xanh cuối cùng. Trên gương mặt hai người đều tràn ngập vẻ phấn khích, chỉ còn một cửa nữa, chỉ còn cửa cuối cùng là có thể thành công lên đến đỉnh núi. Bỗng nhiên, từ ngọn núi xanh phía trước vang lên tiếng tiêu. Âm thanh ấy du dương, như oán hận như khao khát, như than khóc như tỏ bày, âm vang còn vọng lại dai dẳng không dứt. Tiếng tiêu vang vọng khắp trời đất, Lâm Nhất nhìn kỹ, trên đỉnh núi có một bóng người. Đứng cầm tiêu, xung quanh tỏa kiếm quang cuồn cuộn. Dùng tiêu ngự kiếm. Trong mắt Tiểu Băng Phượng lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ nói, Lâm Nhất, cẩn thận đấy, cửa này hình như không dễ vượt qua đâu. Nói xong, nàng ta lại lóe lên một cái, chui vào trong cái hộp kiếm tử diên. Sắc mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, cửa ải này hình như thật sự không dễ vượt qua, hai cửa trước Tiểu Băng Phượng đều không tránh né. Vèo! Trên ngọn núi xanh, sau vài lần nhảy lên nhảy xuống, Lâm Nhất đã đến đỉnh núi, đứng trước người mặc áo xanh kia. Lâm Nhất nhìn kỹ, phát hiện người này có vài phần giống với người trong bức tranh lúc trước, không khỏi nói, Thương Hải Quải Trường Phong. Lương thần bạn Ngọc Tiêu. Người mặc áo xanh buông chiếc tiêu ngọc xuống, khẽ mỉm cười. Lâm Nhất vội vàng nói, tiền bối có phải là chủ nhân của ngọn núi này không? Người áo xanh lắc đầu cười, ta không phải, ta cũng chỉ là linh hồn canh giữ núi mà thôi, ngọn núi kia mới là chủ nhân của ta. Trong lòng Lâm Nhất kinh ngạc, ngọn núi này đến tột cùng là thứ gì? Qua được cửa này, người sẽ có thể lên đến đỉnh núi. Kinh văn cuối cùng của Phù Vân Kiếm Quyết, kiếm thứ 13 của Phù Vân Thập Tam Kiếm, người đều có thể đạt được. Người áo xanh nhìn Lâm Nhất, nhẹ nhàng nói. Làm sao để qua cửa? Lâm Nhất lên tiếng hỏi. Dưới tiếng tiêu của ta, chỉ cần kiên trì được nửa nén hương là qua cửa. Người áo xanh nhẹ nhàng đáp. Dường như không khó lắm. Lâm Nhất suy nghĩ một lúc, cười nói. Nhưng cũng phải trải qua mới biết được, bắt đầu thôi. Người áo xanh không nói nhảm với Lâm Nhất, ông ta đưa chiếc tiêu lên môi, mái tóc dài bay phất phơ. Một sự sắc bén từ giữa chân mày tỏa ra. Leng keng. Chưa đợi Lâm Nhất phản ứng lại, tiếng tiêu bỗng vang lên, ngay sau đó là trận cuồng phong kiếm âm hung hãn ập về phía Lâm Nhất. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, táng hoa tuốt ra khỏi vỏ, thân hình chớp động trên núi. Trong lúc thân kiếm múa may, thỉnh thoảng vang lên tiếng leng keng, vô số đạo kiếm quang lóe lên, táng hoa dường như đang va chạm với vô số thanh kiếm sắc bén trong hư không. Bỗng nhiên, tiếng tiêu đột ngột thay đổi, trở nên trầm buồn oán hận, như than thở như tỏ bày. Lục phủ ngũ tạng của Lâm Nhất dường như nứt toác, máu trong cơ thể tựa băng giá đóng cứng, không lâu sau trên người đã nhiều vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Hắn vừa định tìm đối sách, một âm thanh cao vút vô cùng vang lên, Lâm Nhất như bị cự long quét trúng. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, sắc mặt tái nhợt, hắn lùi lại vài bước mới đứng vững. Thời gian chưa đầy một chén trà nhỏ, Lâm Nhất đã bị đánh bại. Cách thời gian nửa nén hương còn rất xa. Muốn tiếp tục nữa không? Người áo xanh buông chiếc tiêu xuống, khẽ cười hỏi. Lâm Nhất cười khổ một tiếng, thủ đoạn này hắn chưa từng thấy, hoàn toàn không biết đối phó ra sao. Sức mạnh của hắn còn chưa kịp triển khai đã trực tiếp thất bại rồi, đó mới chỉ là đối phương hạ thủ lưu tình. Cửa ải này thật không đơn giản, muốn kiên trì nửa canh giờ, thật giống như muốn phi thăng lên trời vậy. Vẫn tiếp tục. Lâm Nhất lau sạch vết máu nơi khóe miệng, trầm ngâm nói, người đợi ta một lát. Ta không thể đợi quá lâu, nếu thời gian kéo dài, ngọn núi này, đám mây này, cảnh đẹp ngày xuân này sẽ không còn nữa. Người áo xanh khẽ cười nói. Một canh giờ, chỉ một canh giờ thôi. Lâm Nhất giơ tay nói. Được rồi. Người áo xanh suy nghĩ một lúc, cười nói, gặp được một người cũng không dễ, vậy thì để ngươi thỏa lòng vậy, ta sẽ đợi ngươi một canh giờ. Đa tạ. Lâm Nhất quay người bước đi, khi đến sườn núi mới dừng lại, gọi Tiểu Băng Phượng ra. Đã tranh thủ được một canh giờ,
người thực sự có cách để ta kiên trì nửa nén hương ư? Lời nói lúc nãy của Lâm Nhất là do Tiểu Băng Phượng bảo, nàng ta khẳng định nếu cho nàng ra một canh giờ, sẽ giúp Lâm Nhất vượt qua cửa ải này. Ánh mắt của người là ý gì, dám khinh thường bản đế à, lấy cây tiêu ngọc mà tiểu tình nhân tặng cho ngươi ra đây. Tiểu Băng Phượng như đã tính sẵn trong lòng, nói theo kiểu chỉ điểm giang sơn. Lâm Nhất ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn dạy ta dùng tiêu ngự kiếm sao? Ngay cả mấy ngón cơ bản nhất ta cũng không biết đâu. Đương nhiên rồi. Tiểu Băng Phượng liếc trắng mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, nếu không thì ngươi còn làm sao nữa, chỉ dựa vào trình độ hiện tại của ngươi, muốn kiên trì nửa nén hương là không thể nào. Hắn và ngươi đều dùng kiếm ý thông thiên, nhưng kiếm ý của hắn không thiếu khuyết, kiếm ý của ngươi có thiếu khuyết, may mắn thì duy trì được nửa canh giờ. Nếu thực sự giao thủ, đến một lần đối mặt ngươi cũng không chịu nổi. Thật sự có hiệu quả không? Lâm Nhất vẫn không quá tin. Tiểu Băng Phượng cười nói, chỉ dựa vào ngươi thì không được, nhưng nếu dựa vào cây thiêu tử ngọc thần trúc mà tiểu tình nhân tặng cho ngươi, cộng thêm sự chỉ điểm của bản đế, muốn thắng thì không thể, nhưng kiên trì nửa nén hương thì vẫn rất có khả năng. Thiêu tử ngọc thần trúc. Lâm Nhất bỗng nhiên hiểu ra, cây tiêu này do Nguyệt Phi Phi tặng, bản thân đã có nguồn gốc phi phàm. Ta sẽ dạy ngươi ngón tay và pháp môn vận khí, cái này thì đơn giản. Tiểu Băng Phượng lấy ra tiêu tử ngọc thần trúc, giảng giải cặn kẽ, thời gian gấp gáp nên nàng ta nói rất nhanh, rồi đưa tiêu cho Lâm Nhất, cười nói, ngươi thử xem nào. Lâm Nhất cầm trên tay, đưa tiêu lên môi, ngón tay khẽ động, không lâu sau đã có tiếng tiêu thanh thoát phiêu diêu, cao vút mênh mông vang lên. Ta thử lại lần nữa. Lâm Nhất hạ tiêu xuống, trầm tư một lúc, rồi lại thổi lên. Không cố ý thổi bất kỳ khúc nhạc nào, chỉ tùy ý thổi theo cảm xúc. Lúc đầu Tiểu Băng Phượng còn khinh thường, nhưng dần dần cũng có chút cảm động, thì ra cũng không tệ chút nào. Dường như thực sự khá đơn giản đấy. Lâm Nhất buông tiêu xuống, khẽ cười nói. Trong lòng Tiểu Băng Phượng xúc động, nàng ta chỉ nói đại khái thế thôi, trong thời gian ngắn ngủi đã học được ngón tay cơ bản, thật khiến người ta ngạc nhiên. Đó là nhờ bản đế dạy hay đấy. Nhưng muốn nàng ta khen Lâm Nhất thì chắc chắn không thể nào, chỉ có thể khen luôn mình thôi. Lâm Nhất lộ vẻ cười tươi, cũng không cãi lại với nàng ta. Đúng lúc này, từ đỉnh núi vang lên từng đợt tiếng tiêu dồn dập như ngàn con ngựa phi nước đại, xông pha chiến trường, khiến người ta sôi sục nhiệt huyết, rồi lại nhanh chóng dừng lại. Kỹ thuật cao siêu thật. Lâm Nhất thầm khen ngợi trong lòng, nhưng ngay lập tức tỉnh ngộ, đối phương đang khoe tài đấy. Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Băng Phượng hơi khó coi. Tiểu huynh đệ muốn học tiêu, ta có thể dạy ngươi. Nhưng chỉ trong một canh giờ mà muốn dùng tiếng tiêu vượt qua cửa ải này, e rằng quá ngây thơ đấy. Từ đỉnh núi truyền xuống tiếng cười của người áo xanh. Tên này, quá đỗi kiêu ngạo rồi, dám khinh thường bản đế. Tiểu Băng Phượng tức giận không chịu nổi, kéo Lâm Nhất đi xuống núi, nói, chúng ta đi xa một chút, không để hắn nghe thấy, lát nữa nhất định phải cho hắn một phen đẹp mặt. Tiêu tử Ngọc Thần Trúc, chỉ riêng về chất liệu cũng sánh ngang với thần khí rồi, còn đắc ý cái gì chứ? Lâm Nhất giờ khóc giờ cười, bị Tiểu Băng Phượng nổi cáu kéo đi xuống chân núi. Nhưng trong lòng hắn cũng thực sự có chút bất mãn, chỉ nửa nén hương mà thôi, không tin là không thể kiên trì được. Dưới chân ngọn núi xanh, giữa biển mây, có tiếng tiêu lơ lửng trên biển mây, tiếng tiêu thanh tịnh xa xăm, trên không trung có những cánh hoa tuyết bay lượn, rồi là tả rơi xuống. Những cánh hoa tuyết dưới ánh sao lung linh huy hoàng, tỏa sáng dịu nhẹ lạnh lùng. Sắc mặt Lâm Nhất bình tĩnh. Tiếng tiêu này từ âm thanh của thiên nhiên, thật khó tin là do Tiểu Băng Phượng thổi ra. Nàng ta đang đứng giữa biển mây, vốn đã là một mầm non tuyệt sắc, lúc này thổi tiêu thì khí chất càng thêm phi phàm, xuất trần tuyệt thế, cao vút xa xăm. Cả bầu trời muôn thuở, cảnh trăng gió tĩnh mịch, dường như đều hiện hữu trên thân nàng ta. Rất nhanh, Lâm Nhất phát hiện Tử Diên kiếm quyết của mình, theo tiếng tiêu mà vận chuyển. Đóa hoa Tử Diên ở tử phủ tỏa ánh sáng lấp lánh. Từng cánh hoa tím một lần nữa bừng nở từ trong cơ thể. Những cánh hoa tím, cùng với hoa tuyết trắng muốt, đan xen rực rỡ, dưới ánh sao trên biển mây, đẹp đến mức choáng ngợp. Đẹp quá! Lâm Nhất dứt khoát nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, tâm hồn của hắn theo giai điệu này mà lưu chuyển. Nương theo tiếng tiêu vang lên, Tử Diên kiếm quyết vận chuyển với tốc độ ngày càng nhanh. Đóa hoa Tử Diên trong cơ thể nở rộ, từng đợt kiếm thế không thể khống chế tràn ra ngoài. Tiếng tiêu dẫn dắt kiếm thế của Lâm Nhất, bừng sáng với vẻ huy hoàng chưa từng có, kiếm ý thông thiên của hắn được giải phóng theo một cách thức khác. Tiếng tiêu vẫn không ngừng,
nhưng Lâm Nhất lại tựa như đã bước vào một thế giới khác, một cánh cửa mới mẻ đang mở ra với hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu, thậm chí từng nốt nhạc mà Tiểu Băng Phượng thổi ra đều khắc sâu vào kiếm thế của hắn. Vẻ mặt của hắn trở nên thư thái chưa từng có, kiếm thế bừng sáng sắc bén đáng sợ chưa từng có. Leng keng. Không biết từ lúc nào, tiếng tiêu dứt, kiếm thế hùng vĩ tỏa ra xung quanh Lâm Nhất hóa thành một con băng phượng tỏa sáng bốn phía, từ cơ thể hắn vỗ cánh bay ra ngoài. Sâu trong nội tâm của Lâm Nhất lóe lên một tia kinh ngạc, đây chính là dùng tiêu ngự kiếm ư. Dùng tiếng tiêu khống chế kiếm, khiến Tử Diên kiếm quyết đạt đến độ sắc bén chưa từng có, cuối cùng con băng phượng kia bay lên, dáng vẻ phi thăng, dưới vạn vì sao lấp lánh, thật khó diễn tả bằng lời. Lâm Nhất mở mắt ra, nhìn Tiểu Băng Phượng hỏi, đó là khúc nhạc gì vậy? Bách Điểu Chiêu Phượng à? Tiểu Băng Phượng lắc đầu, đáp, Bách Điểu Chiêu Phượng đã là một phần của khúc Long Hoàng rồi, với cảnh giới hiện tại của ngươi làm sao có thể học được, đây là khúc Tử Diên Phi Vũ. Ngươi sáng tác à, khúc nhạc này thật kỳ diệu, tựa như âm thanh của thiên nhiên, thực sự là khúc nhạc thần thánh, cũng rất hợp với Tử Diên kiếm quyết của ta. Lâm Nhất nghiêm túc nói. Ai ngờ lời vừa dứt, trên gương mặt Tiểu Băng Phượng lần đầu tiên lộ vẻ ngượng ngùng, nàng ta nói một cách ấm ức, đây là khúc nhạc do Tử Diên kiếm thánh kia sáng tác, chỉ là một khúc nhạc nhập môn mà thôi, không có gì to tát cả. Hừ, bản đế sẽ dạy ngươi khúc Long Hoàng, Bách Điểu Chiêu Phượng mới là khúc nhạc thần thánh thực sự. Cái này thì hơi xấu hổ đấy, Lâm Nhất cười trừ, không nói thêm gì nữa. Tiểu Băng Phượng hăng hái nói, nhưng ngươi cảm nhận không sai, khúc nhạc này rất hợp với Tử Diên kiếm quyết của ngươi, tuy kém xa Bách Điểu Chiêu Phượng. Nhưng trong thời gian ngắn, đây là phương pháp duy nhất để ngươi đạt đến dùng tiêu khống chế kiếm. Dùng tiêu khống chế kiếm đến tột cùng là một thủ đoạn gì vậy? Lâm Nhất tò mò hỏi. Tiểu Băng Phượng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nói, thực sự dùng tiêu khống chế kiếm, có thể khiến tiếng sáo và kiếm ý hòa quyện, sóng âm có thể chuyển hóa thành kiếm ý. Bất kỳ ý cảnh nào trong kiếm pháp, đều có thể được thể hiện bằng tiếng tiêu, chỉ cần kiếm ý đủ mạnh, ý cảnh thể hiện bằng tiếng tiêu sẽ vô cùng đáng sợ. Lợi hại như vậy sao? Nếu nói như thế, vậy những kiếm pháp như Lôi Âm kiếm pháp, Trần Quang kiếm pháp mà hắn tu luyện trước đây, mặc dù cấp bậc không cao nhưng ý cảnh đều cực kỳ mạnh mẽ, tức là khi đạt cảnh giới tinh quân có thể lấy ra sử dụng trở lại, thật khiến người ta rất mong đợi. Sau khi thông thạo thủ đoạn này, bất kỳ kiếm pháp nào ngươi tu luyện trước đây đều có thể tùy ý sử dụng tiếng tiêu để thể hiện. Nếu kiếm pháp vốn đã hợp với tiếng tiêu, hì hì, uy lực đó sẽ vô cùng khoa trương, khó lòng tưởng tượng nổi. Hai mắt Lâm Nhất sáng rực, lập tức nói, ví dụ như Thiên Long kiếm điển, Phượng Hoàng kiếm điển và Khúc Long Hoàng. Thông minh lắm. Tiểu Băng Phượng nói, đến đây, ngươi đứng sau lưng bản đế sẽ dạy ngươi cách thổi khúc Tử Diên Phi Vũ và cách điều chỉnh ngón tay. Lâm Nhất nghe lời, đi đến sau lưng nàng ta. Đưa tay ra. Giọng nói của Tiểu Băng Phượng lại vang lên. Lâm Nhất không thể không ngồi xếp bằng, rồi từ phía sau duỗi tay ra, đặt lên tiêu tử Ngọc Thần Trúc. Một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ di chuyển trên tiêu tử Ngọc Thần Trúc, khó tránh khỏi sẽ chạm vào nhau. Tuy tay của Tiểu Băng Phượng mềm mại mịn màng, có chút gì đó khiến người ta muốn lưu luyến, nhưng Lâm Nhất vẫn bình thường, không có ý nghĩ gì khác. Nhưng rõ ràng Tiểu Băng Phượng không vui, nàng ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Nhất, giận dữ nói, đừng có lợi dụng bản đế. Trên mặt Lâm Nhất đầy vạch đen, con nhỏ này đang nghĩ gì thế? Thấy nàng ta rất nghiêm túc, Lâm Nhất cười trừ, không đếm xỉa so đo đến nàng ta nữa. Hừ, Tiểu Băng Phượng hừ một tiếng, quay đầu lại thật mạnh, may mà nàng ta búi hai bím tóc đáng yêu, nếu không tóc sẽ phủ lên mặt Lâm Nhất mất. Thiên phú của Lâm Nhất rất cao. Ban đầu còn hơi vụng về, nhưng rất nhanh đã trở nên thuần thục. Không lâu sau, Tiểu Băng Phượng dậy xong, bắt đầu thử thách Lâm Nhất. Lâm Nhất cầm tiêu tử Ngọc Thần Trúc trên tay, sắp chính thức thổi theo khúc nhạc, trên gương mặt không có chút gì là căng thẳng cả. Nương theo sự vận chuyển của Tử Diên kiếm quyết, kiếm quang bừng sáng trên người, tỏa vẻ linh thiêng nhẹ nhàng. Khi tiếng tiêu vang lên, những nốt nhạc như dòng nước nhảy múa trên núi, tuyết rơi đầy trời, Tử Diên phi vũ. Trong lòng Tiểu Băng Phượng kinh ngạc, thấy Lâm Nhất nhắm mắt lại, kiếm quyết trong cơ thể hòa hợp cùng tiếng tiêu. Ngón tay di chuyển chậm rãi, mái tóc dài tung bay, gương mặt hoàn toàn lộ ra dưới ánh sao. Khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Lâm Nhất, đôi mắt nhắm nghiền, dưới ánh sao chiếu rọi, dung nhan tựa đóa ngọc tuyệt trần. Lợi hại! Trong lòng Tiểu Băng Phượng thầm khen một tiếng, lần đầu thổi đã đạt đến trình độ như vậy. Tên ngốc này,
có lẽ thực sự là thiên tài kiếm đạo vô song trong muôn vạn người. Không đúng, là nhờ bản đế dạy tốt. Nghĩ đến đây, trên gương mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười, không hổ là do bản đế dạy dỗ. Khúc nhạc kết thúc, Lâm Nhất mở mắt hỏi, thế nào? Cũng được, so với bản đế thì tất nhiên kém xa, bản đế trước đây không bao giờ thèm thổi khúc Tử Diên phi vũ đâu. Tiểu Băng Phượng đổi giọng, trầm ngâm nói, bản đế đã dạy ngươi cẩn thận như vậy, nếu ngươi không thể chống đỡ qua một canh giờ, bản đế sẽ không chơi với ngươi nữa đâu. Nàng ta trừng mắt nhìn Lâm Nhất, cố gắng làm ra vẻ rất hung dữ, nhưng không biết mình vẫn rất đáng yêu. Lâm Nhất mỉm cười, khẽ gật đầu, dù sao hắn cũng không phục lắm. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất trở lại đỉnh núi xanh, người áo xanh cầm tiêu đã đợi lâu rồi. Học được chưa? Người áo xanh cười mỉm, rõ ràng ông ta không tin trong một canh giờ mà đối phương có thể học được điều gì. Cũng tạm được, Lâm Nhất nhẹ nhàng đáp. Thực ra nếu người muốn học tiêu, ta thực sự có thể dạy ngươi. Ngươi chỉ cần không nghĩ đến việc vượt cửa, ta còn rất nhiều thời gian, thế nào? Người áo xanh lên tiếng. Lời nói này của ông ta thật sự rất có sức hấp dẫn. Trên mặt Lâm Nhất lộ ý cười, khi người áo xanh tưởng hắn sẽ đồng ý, hắn mở miệng nói, ta từ chối. Coi như ngươi biết điều, nếu dám đồng ý, hừ hừ, bản đế sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Tiểu Băng Phượng rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Nhất, trên mặt hiện vẻ trẻ nhỏ dễ dậy. Người áo xanh ngẩn ra một lúc, rồi nghiêm mặt nói, vậy thì bắt đầu đi. Ông ta giơ tay châm một nén nhang lên vách đá, rồi tiếng tiêu vang lên bên môi. Sắc mặt Lâm Nhất không thay đổi, cũng đưa tiêu tử ngọc thần trúc lên môi. Trong mắt người áo xanh lóe lên vẻ cười nhạt, vẻ mặt hơi lộ ý châm biếm, chỉ học có một canh giờ mà đã dám múa rìu qua mắt thợ với ông ta, quả thật quá kiêu ngạo rồi. Người trẻ tuổi vẫn nên được dạy cho một bài học thì tốt hơn. Nương theo một giai điệu dài, tiếng tiêu của ông ta trực tiếp trở nên cao vút, như một con cự long vô hình xông tới. Ông ta định chỉ bằng một nốt nhạc là đánh bại Lâm Nhất, nhanh gọn lẹ. Keng! Nhưng khi tiếng tiêu từ tay Lâm Nhất vang lên, âm thanh thanh thúy biến ảo khôn lường, tựa như âm thanh của thiên nhiên vang vọng tận chín tầng mây. Như có kiếm quang lóe ra khỏi vỏ, trực tiếp xẻ đôi con cự long xông tới thành hai nửa. Cây tiêu kia! Trong mắt người áo xanh lóe lên một tia khác lạ. Ông ta nhận ra điều phi phàm của tiêu tử Ngọc Thần Trúc, lập tức không dám sơ suất nữa. Tiếng tiêu của hai người cùng vang lên trên đỉnh ngọn núi xanh, mỗi tiếng tiêu đều mang theo một luồng kiếm thế hùng vĩ, bất giác xung quanh Lâm Nhất đã là tuyết trắng phủ kín, cánh hoa tím bay lả tả. Tuyết trắng và cánh hoa tím đan xen rực rỡ dưới ánh trăng. Leng keng, leng keng, leng keng. Trong hư không, tiếng tiêu không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm như hai thanh bảo kiếm tuyệt thế bổ vào nhau. Bùng nổ những tia kiếm quang lấp lánh. Những tia kiếm quang ấy tựa tia chớp lóe lên rồi biến mất, nhưng khi chúng chiếu sáng, sẽ khắc họa hai người trên đỉnh núi thành một bức tranh không thể phai nhòa. Làm sao có thể như vậy? Người áo xanh vô cùng kinh hoàng trong lòng, chỉ trong một canh giờ mà đã đạt đến cảnh giới dùng tiêu khống chế kiếm, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Sâu trong nội tâm của ông ta nổi lên một luồng sóng ngập trời, chịu một cú sốc cực kỳ mạnh mẽ. Ồ! Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia sắc bén, lập tức nắm bắt được sơ hở trong tâm cảnh của đối phương, ngay lập tức tiếng tiêu biến hóa, ngón tay của hắn liên tục lên xuống trên lỗ tiêu. Kết quả là cùng một giai điệu vang lên liên tục không ngừng. Âm thanh này như thanh kiếm sắc bén vừa rời khỏi vỏ, từng thanh một, leng keng. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng này nối tiếp tiếng khác, ngày càng cao vút, như không có điểm dừng, khiến toàn thân người ta sôi trào nhiệt huyết. Xẹt. Đột nhiên, ngón tay liên tục lên xuống của Lâm Nhất dừng lại, luồng kiếm thế tích tụ lúc nãy lập tức bùng nổ. Từ cơ thể hắn phóng ra vô số kiếm ảnh, trong chớp mắt dưới sự dẫn dắt của tiếng tiêu, biến hóa thành một kiếm trận hùng vĩ. Tử Diên kiếm trận, tuyệt đỉnh vô song. Hắn đang đảo khách thành chủ. Trong lòng người áo xanh trầm xuống, đối phương thậm chí không hài lòng với việc vượt cửa, mà còn nắm bắt sơ hở của ông ta mà tấn công trở lại. Điều này không khỏi quá coi thường ông ta rồi. Lập tức, quang mang bừng sáng trên người người áo xanh, một con thanh loan bay ra, liên tục tấn công về phía kiếm trận hùng vĩ bàng bạc kia. Nhưng không dễ dàng như vậy, trong mắt Lâm Nhất lóe lên ý cười, giai điệu của hắn đột nhiên thay đổi, như thác ngân hà đổ ngược, cuộn trở lại ngân hà. Đảo ngược, cửu chuyển quy nhất, phượng hót đón bình minh. Khi kiếm trận xoay chín vòng, một tiếng phượng hót chấn trời bỗng vang lên, một con băng phượng Tử Diên lấp lánh sắc màu,
từ kiếm trận tuyệt thế kia phóng ra. Ầm, đôi mắt băng phượng ấy tỏa ánh sáng thần bí, vỗ cánh mạnh mẽ xông tới, chỉ trong một lần đối đầu đã đập tan tất cả thanh loan. Vù, tiếng tiêu của người áo xanh đột ngột dừng lại, ông ta buông cây chiêu xuống, hơi bực bội nói, ta thua rồi. Ông ta thực sự đã quá chủ quan, cây tiêu ngọc trong tay đối phương hẳn có nguồn gốc cực lớn, nhưng dù sao đi nữa, đối phương quả thực là thiên tài, sơ hở trong lòng ông ta vừa mới lộ ra đã lập tức bị nắm bắt. Phản ứng nhanh đến đáng sợ, hơn nữa khúc nhạc mà hắn thổi rất hợp với kiếm quyết mà hắn tu luyện, điều này cũng là thứ ông ta không ngờ tới. Thật ra có quá nhiều điều ông ta không lường trước được. Cửa này xem như ta đã qua rồi chứ. Lâm Nhất cất tiêu ngọc, cười nói. Người áo xanh gật đầu, trầm ngâm nói, nhưng ta muốn biết, tiếng tiêu của ngươi, rốt cuộc là do ai dạy. Ông ta thực lòng tò mò, làm sao trong một canh giờ mà đối phương đã đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Chắc chắn trước đây đã có bậc danh sư chỉ điểm, tuyệt đối không phải tự nhiên mà có. Lâm Nhất cười nói, vậy ngươi phải lắng nghe kỹ đấy, tên hiệu của nàng ấy hơi dài đấy. Ngươi cứ nói đi. Người áo xanh nghiêm túc gật đầu. Lâm Nhất chậm rãi nói từng tiếng một, nàng ấy là Phượng Hoàng thần tộc tứ hải bát hoang tam thập lục thiên thất thập nhị sơn vô thượng chí tôn đồ thiên đại đế. Người áo xanh trợn mắt há miệng, lập tức sững sờ, suýt làm rơi chiếc tiêu ngọc trong tay. Một lúc sau, khóe miệng mới giật giật, không phải tên hiệu này hơi dài quá sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, khóe miệng giật giật của người áo xanh, Lâm Nhất cố nén cười, đoán chắc trong lòng ông ta đã chửi hắn tơi bời rồi. Đâu có ai có tên hiệu dài như thế. Đến khi người áo xanh bừng tỉnh lại, Lâm Nhất đã nhảy ra khỏi chỗ bên cạnh ông ta, lao xuống biển mây kia. Ha 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 ha. Trong biển mây, thân hình Lâm Nhất không ngừng rơi xuống, hắn nhìn thấy đỉnh núi Thánh Kiếm. Trong lòng bỗng hiểu ra, ba ngọn núi xanh ấy tương đương với những không gian độc lập, sau khi vượt qua ba cửa này. Mới thực sự đạt đến đỉnh núi Thánh Kiếm, cửa duy nhất lên đỉnh núi là từ trên trời, từ dưới núi thì không thể nào lên được. Ha 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 ha. Tiểu băng phượng trong cái hộp kiếm tử diên cười ngất không ngớt, lúc cuối cùng Lâm Nhất đọc tên hiệu của nàng ta thực sự khiến nàng ta quá sung sướng rồi. Nhất là vẻ mặt sững sờ khó tin của người áo xanh kia, khiến nàng ta vui muốn nhảy dựng lên. Nếu có thể bay, lúc này nàng ta nhất định sẽ bay lên tận trời, để mọi người đều nhìn thấy phong thái của nàng ta. Lúc này, nàng ta càng đắc ý hơn, mở miệng nói, Lâm Nhất, bản đế có uy phong không? Uy phong lắm. Lâm Nhất nhìn đỉnh núi Thánh Kiếm từ trong đám mây, quan sát môi trường trên đỉnh núi, đáp một cách tùy ý. Bản đế lợi hại không? Lợi hại lắm. Trên mặt tiểu băng phượng lộ nụ cười hài lòng, khóe miệng nhếch lên, nói, vậy ngươi đọc lại tên hiệu của bản đế một lần nữa đi. Dài quá không đọc. Lâm Nhất thấy nàng ta đắc ý như vậy, hơi không nỡ nói cho nàng ta biết, có lẽ người áo xanh căn bản không nhớ nổi. Hừ, bản đế không so đo đến ngươi đâu. Lúc này tiểu băng phượng đang tự đắc lắm, một mình cười ngây ngất trong cái hộp kiếm tử diên. Hù! Lâm Nhất đang rơi xuống, khi xuyên qua biển mây, lập tức có luồng gió lạnh thổi ập vào mặt. Lạnh quá! Lâm Nhất lập tức run lên một cái, luồng gió lạnh này không chỉ mang theo cảm giác lạnh, mà còn vô số nỗi cô đơn và tang thương. Thật ra đã rất lâu rồi không có ai lên đến đỉnh núi Thánh Kiếm này. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. Hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa. Lâm Nhất giương hai cánh tay ra, nhẹ nhàng lơ lửng, ổn thỏa đáp xuống đỉnh núi. Bên vách núi, có một tấm bia đá đứng sừng sững, trên bia đá hẳn ghi lại kiếm thứ 13 của Phù Vân Thập Tam Kiếm, cùng với đoạn kinh văn tổng quát cuối cùng của Phù Vân Kiếm Quyết. Thật không dễ dàng. Đi đến bước này thực sự không hề dễ dàng, may mà Phù Vân Thập Tam Kiếm và Phù Vân Kiếm Quyết cuối cùng đã được tập hợp đủ, nếu không chắc chắn sẽ để lại rất nhiều hối tiếc. Sạt sạt. Bước đi trên đỉnh núi, tiếng bước chân Lâm Nhất dẫm lên đất vang lên khô khốc, trong cơn gió cuồng loạn, âm thanh ấy nghe thật tiêu điều. Nơi này dường như đã hàng vạn năm không một bóng người đến. Đi trên đây, có thể cảm nhận được rõ ràng không khí tang thương cổ xưa, Lâm Nhất nhìn chăm chú vào tấm bia đá, lẩm bẩm một mình, mây trôi chẳng theo ý ta, trong nháy mắt đã 1000 năm. 1000 năm. 1000 năm dài bao lâu, lâu đến mức trời hoang đất cũ. 1000 năm dài cỡ nào, dài đến mức biển khơi biến thành nương dâu. Thì ra là thế. Lâm Nhất cảm nhận được điều gì đó trong lòng, ngay từ lúc hắn nhìn thấy bài thơ ấy, đã được định sẵn phải lên đỉnh ngọn núi này. Cho dù lần này không lên được đỉnh,
lần sau chắc chắn sẽ lên, bởi vì nó quá cô đơn rồi. Người nhìn thấy bài thơ ấy quá ít, sự cô đơn tịch mịch của ngọn núi này, không ai có thể hiểu được. Ta đã đến đây. Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên một nụ cười, ta đã đến đây, may mắn có ta đến, núi không cô đơn nữa. May mắn có ta đến, núi này không cô đơn nữa, đó là sự sắc sảo của hắn, cũng là sự ngông nghênh của hắn, cũng là lý do khiến hắn nhìn thấy bài thơ ấy. Vân ngoại thanh sơn, bích lạc tinh thần. Hoa khai hoa lạc, giang sơn cố lý. Thương hải quải trường phong, lương thần bạn ngọc tiêu. Phù vân phi ngã ý, đạn chỉ nhất vạn niên. Lâm Nhất bước nhanh tới, vung tay đập mạnh lên tấm bia đá, làn bụi mờ trên bia đá cổ xưa bị quét sạch. Ngay lập tức, một luồng thông tin hùng vĩ trào vào đầu Lâm Nhất, chính là kiếm thứ 13 của Phù Vân Thập Tam Kiếm, tên kiếm này là Tại Thiên Chi Thượng. Tại Thiên Chi Thượng. Sắc mặt Lâm Nhất hơi ngẩn ngơ, môi mấp máy, lộ vẻ khó tin tột cùng. Trong mơ hồ, chẳng lẽ thế gian này thực sự có vận mệnh không thành sao, mọi thứ đều đã được sắp xếp từ trước. Thật trùng hợp quá, trên con đường thông thiên, hắn đã ngộ ra Trảm Thiên Tam Kiếm, Tại Thiên Chi Hạ, một kiếm chảm ra. Kiếm thứ 13 cuối cùng của Phù Vân Thập Tam Kiếm, lại đúng là Tại Thiên Chi Thượng. Không đúng. Không phải trùng hợp. Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên một nụ cười, đột nhiên tỉnh ngộ thông suốt. Đây không phải trùng hợp gì cả, mà là khi đạt đến một cảnh giới nhất định. Dù ngươi đi theo con đường nào, cuối cùng cũng sẽ đạt đến bước này. Giống như một ngọn núi, dù đi từ hướng nào, cuối cùng cũng sẽ lên đến đỉnh. Giống như bất kể dòng sông nào, cuối cùng cũng sẽ chảy về biển cả, trăm sông đổ về một biển, đường lớn đều quy về một hướng. Sau khi thông thiên, tự nhiên phải tại thiên chi thượng. Trong lòng Lâm Nhất lập tức ngộ ra, đồng thời hiểu sâu sắc ý nghĩa mây trôi chẳng theo ý ta, trong nháy mắt đã một vạn năm. Người thường ngửa mặt nhìn bầu trời, không thấy được trời, chỉ nhìn thấy mây trôi trên trời. Mây trôi cao đến đâu, cũng chỉ ngang tầm trời, bởi trong mắt người thường, những đám mây trên trời đã là thứ không thể chạm tới. Nhưng một vạn năm cũng chỉ là một cái nháy mắt của ta, cái gọi là mây trôi, ta nào có để tâm. Ta có một kiếm, cao hơn cả mây trôi, cao hơn cả trời xanh. Vù vù, trên tấm bia đá, ánh sáng bừng lên, từng dòng chữ khắc hiện ra, chính là đoạn kinh văn tổng quát của Phù Vân Kiếm Quyết. Lâm Nhất ngồi xếp bằng, mở đôi mắt ghi nhớ từng dòng chữ khắc, Phù Vân Kiếm Quyết hoàn chỉnh dần được bổ sung đầy đủ. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ ngọn núi rung chuyển dữ dội, vô số linh khí và kiếm quang hóa thành luồng sáng lơ lửng, tụ lại về phía đỉnh núi. Từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, giữa trời đất vang lên tiếng chuông. Keng, keng, keng. Mỗi tiếng chuông vang vọng xa xăm, chứa đựng đạo vận cổ xưa, đó là âm thanh của đại đạo, là tiếng chuông của kiếm đạo. Tiếng chuông vang vọng, kiếm ý trong người Lâm Nhất bỗng nhiên tăng vọt, những luồng linh khí lơ lửng kia, như những con bướm đêm bay đến, sộc vào trong cơ thể Lâm Nhất, một đoàn tia sáng như ngọn lửa thánh khiến thân hình Lâm Nhất rực rỡ. Cho dù là kiếm ý hay tu vi, trong giây lát ấy đều tăng vọt với tốc độ khó tin nổi. Thân hình ngồi xếp bằng của Lâm Nhất, lập tức chiếu ra một đạo quang ảnh hùng vĩ trên bầu trời, quang ảnh ấy treo cao hơn tất cả các ngọn núi của Phù Vân Kiếm Tông, khiến người ta sửng sốt chố mắt. Dù ở bất cứ nơi đâu, đều có thể nhìn rõ thân hình ngồi xếp bằng trên bầu trời. Điện phi vân sôi sục. Tiếng sóng vỗ ầm ầm như biển cả vang lên trên điện phi vân, vô số người kinh hoàng há miệng chố mắt. Lâm Nhất lên đến đỉnh núi rồi. 13 cửa đều vượt qua, tiếng chuông này là thánh âm ư. Nhanh lĩnh ngộ đi, đây là âm thanh của đại đạo, là tiếng chuông của kiếm đạo, trong truyền thuyết khi có người đại năng thành thánh, mới sinh ra dị tượng trời đất như thế. Không thể nào chứ, núi thánh kiếm đến tột cùng có bí mật gì, mà bị Lâm Nhất phát hiện ra vậy. Điện phi vân xôn xao ồn ào, nhưng những đệ tử thân truyền lại đều ngồi xếp bằng hết. Ngay khi tiếng chuông vang lên, trong lòng họ đã dâng lên sóng gió động trời, lập tức ngồi xuống khép mắt lĩnh ngộ. Sư tỷ, đó có phải là Nhất sư huynh không? Tiểu Vũ Nhược nhìn đạo quang ảnh màu xanh trên bầu trời, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, trái tim cô gái nhỏ không hay biết đã bị thân hình ấy chiếm trọn. Đừng nói nữa, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhanh lĩnh ngộ đi. Vẻ mặt Diệp Tử Lăng nghiêm nghị, theo tiếng âm thanh đại đạo vang vọng trời đất, kiếm ý thông thiên chưa đạt đỉnh cao của nàng ta cũng đang khẽ động đậy, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngay cả người lạnh lùng cao ngạo như nàng ta, lúc này cũng không dám nghĩ gì khác, chỉ ngồi xếp bằng lĩnh ngộ. Nhất sư huynh thật lợi hại.
Tiểu Vũ Nhược nhìn thân hình trên bầu trời, ngẩn ngơ, nàng ấy quay đầu lại nhìn các đệ tử trong tông môn trên điện Phi Vân. Cho dù là đệ tử thân truyền, hay đệ tử nội môn và đệ tử ký danh. Hàng vạn người này, tất cả đều ngồi xếp bằng, nhắm mắt lĩnh ngộ. Trên người họ tỏa ánh sáng lấp lánh, có tiếng kiếm ý vù vù, cùng với tiếng chuông vang vọng giữa trời đất tạo nên điệu cộng hưởng vô cùng huyền diệu. Và cao hơn tất cả, thân hình người mặc áo xanh trên bầu trời kia, lại càng thêm linh thiêng hùng vĩ. Ta cũng phải cố gắng. Tiểu Vũ Nhược đặt con mèo ngốc trong lòng xuống, cùng mọi người ngồi xếp bằng lĩnh ngộ dưới tiếng chuông. Kỳ tài! Trên bầu trời cao xanh, trưởng giáo Phủ Vân đang trấn áp khí thế, nhìn xuống tứ phía, ngay cả các trưởng lão trong tông môn cũng đang nhắm mắt lĩnh ngộ vào lúc này. Keng, keng, keng! Tiếng chuông vang vọng xa xăm. Toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông chưa bao giờ yên tĩnh như hôm nay, trưởng giáo Phù Vân khẽ mỉm cười. Bầu trời của Phủ Thương Huyền này, e rằng sẽ thực sự có biến đổi rồi. Không, là toàn bộ Đông Hoang. Một năm sau, gã kiếm khách tên Lâm Nhất này, chắc chắn sẽ làm chấn động Đông Hoang. Hắn nhất định sẽ trở thành đệ tử của Sư Tôn, cũng sẽ khiến toàn bộ Đông Hoang phải câm lặng, nhất định có thể gánh vác được trọng trách của đệ tử Kiếm Thánh. Thời gian trôi qua theo tiếng chuông vang vọng không dứt. Toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông rộng lớn này, lúc này dường như cũng trở nên thanh tịnh hơn. Bù! Sau một lúc lâu, những người trên điện Phi Vân lần lượt mở mắt ra. Trong mắt ai nấy đều tỏa sáng lấp lánh, mỗi người đều có được nhiều thu hoạch, kiếm ý mà họ nắm giữ đều tinh tiến rất nhiều. Thậm chí ngay cả tu vi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đạt đến mức độ kinh người. Ầm ầm! Cùng với việc các đệ tử thân truyền mở mắt, khí thế đáng sợ trên người họ. Người nào cũng đáng sợ hơn người kia, tỏa sáng chói lọi, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo bất tuân. Họ lộ vẻ tự đắc, mỗi người đều có được thu hoạch kinh người, không chỉ trong thời gian ngắn cảnh giới và kiếm ý đều được nâng cao. Nội tình tích góp trong vô hình sẽ là tài sản quý báu cho việc tu luyện sau này. Những kiếm khách mà tinh tiến đến vậy trong thời gian ngắn, đương nhiên phong thái phi phàm, lộ ra khí thế hung hăng, thiếu điều nhìn trời cười lớn để thể hiện niềm phấn khích trong lòng. Hai chữ sung sướng. Lâm Nhất. Nhưng bỗng nhiên, không biết ai gọi một tiếng, vô số ánh mắt đều hướng về phía đó. Thì ra Lâm Nhất đã đứng trên điện Phi Vân từ lúc nào không rõ, khóe miệng nhếch lên nụ cười, lơ đãng nhìn mọi người, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường mơ hồ. Từng đệ tử thân truyền, lập tức cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, vội vàng thu hết khí thế kiêu ngạo lại. Trong mắt họ lúc này, Lâm Nhất giống như nhân vật trong truyền thuyết, làm sao dám ra oai trước mặt hắn. Nhiều người thầm mừng, may mà lúc nãy không cười to, nếu không bị Lâm Nhất nhìn thấy thì ngượng chẳng biết lấy gì che mặt. Lâm Nhất vẫy tay, cười hì hì nói, mọi người đừng nhìn ta như thần tượng thế, dù sao trước đây ta đã nói rồi, để các ngươi xem thế nào mới gọi là thiên tài, đây chính là thiên tài. Nói xong, Lâm Nhất cười lớn, thu hoạch và lĩnh ngộ trên đỉnh núi theo tiếng cười mà tràn ra ngoài. Thật sướng quá, thoải mái tột cùng, toàn thân nhẹ nhõm. Ánh mắt của các đệ tử trên điện Phi Vân lập tức thay đổi, hai má giật giật, vẻ tôn sùng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, tất cả đều căm tức đến nghiến răng, tên khốn này quá kiêu ngạo, quá phô trương rồi. Nhưng lại không thể phản bác, không dám nói lấy một lời, ai nấy đều đỏ bừng mặt. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Lâm Nhất, họ thật sự rất tức giận. Lâm Nhất cười nói, người trẻ tuổi đừng có nhịn, nếu có gì không hài lòng, mọi người cứ trao đổi với ta. Trời đất chứng giám. Ta rất thích giao lưu với người khác, thích làm việc thiện, nhiệt tình vì lợi ích chung. Cút đi. Trong lòng mọi người mắng thầm một tiếng, có quỷ mới tin ngươi, tên này đúng là súc sinh. Còn nói thích giao lưu trao đổi nhất, Phùng Trương sư huynh đã từng giao lưu với hắn rồi, nhưng bị đấm cho mặt mũi tan nát, đến nỗi cả mẹ ruột cũng không nhận ra nữa, thảm không thể tả. Bị đấm cho quỳ xuống rồi, chưa kịp tát thêm, chỉ bảy bước thành kiếm, Phùng Trương sư huynh đã hoàn toàn không còn mặt mũi nữa rồi. Phùng sư huynh, ta nói có đúng không? Lâm Nhất cười tươi như hoa, ánh mắt quét qua, dừng lại trên thân hình Phùng Trương đang lẩn tránh trong đám đông. Lúc nãy dưới âm thanh của đại đạo, hắn ta có được thu hoạch to lớn, chỉ còn cách nửa bước là thông thạo kiếm ý thông thiên. Có thể nói là phong thái tài hoa, khí thế bừng bừng, suýt nữa đã không nhịn được mà phá lên cười. Thật sự vô cùng sung sướng, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Nhất, toàn thân hắn ta đã run lên bần bật, hoảng sợ đến phát khiếp. Hoàn toàn không dám lộ vẻ kiêu ngạo, cúi đầu lùi ra sau trong đám đông, chỉ mong tên tổ tông Lâm Nhất này đừng để ý đến mình. Nhưng điều gì đến sẽ đến,
Lâm Nhất trực tiếp chỉ thẳng vào hắn ta trước mặt mọi người. Trong lòng mọi người đều thầm nói, Lâm Nhất này ghi thù ghê thật, đến bây giờ vẫn còn muốn lôi Phùng Trương sư huynh ra. Chẳng lẽ không biết hắn ta rất xấu hổ sao? Đừng xấu hổ, ta vốn không hề ghi thù, Phùng sư huynh có gì cứ nói đi. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất vẫn không giảm, tiếp tục nói với Phùng Trương. Phùng Trương bất chấp bước ra, cười gượng gạo nói, Lâm sư đệ nói rất đúng, sau khi giao lưu với Lâm sư đệ, ta có được rất nhiều cảm ngộ, thu hoạch to lớn khó tưởng tượng nổi. Nhất là phong hành kiếm pháp, bảy bước thành kiếm của Lâm sư đệ, khiến ta kinh ngạc vô cùng, đáng tiếc thời gian quá ngắn, nếu không kiếm pháp này, ta nhất định có thể tu luyện đến hóa cảnh trong truyền thuyết. Lâm Nhất cười nói, vậy thì không sao, sau này chúng ta có thể thân thiết hơn nữa. Sắc mặt Phùng Trương tối sầm, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa quỳ xuống. Hắn ta hoảng loạn trán đầy mồ hôi, lắp bắp nói, điều này thì từ từ tính sau vậy, từ từ tính sau đi. Mọi người bật cười, suýt nữa đã phá lên cười rồi, Phùng Trương sư huynh này đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, ai bảo lúc nãy còn khoe khoang chứ. Lâm Nhất, người tự phụ như vậy, chẳng sợ bị người ta đánh chết sao? Đúng vào lúc này, trên đỉnh điện Phi Vân bỗng nhiên vang lên âm thanh lạnh lẽo, một luồng hàn ý kinh hồn bao trùm tứ phương. Diệp Tử Lăng đang ngồi khanh chân nhắm mắt, từ từ mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Khi nàng ta đứng dậy, mọi người như thấy một ngọn núi cao vút mọc lên sau lưng nàng ta, xuyên thẳng tận trời xanh. Kiếm thế hùng hậu không thể tả xiết, đè nặng đến nỗi người ta khó lòng thở được. Trong lòng mọi người chợt chấn động không thôi, thu hoạch của Diệp sư tỷ e rằng là lớn nhất trong số tất cả mọi người. Kiếm ý đã đạt đến cảnh giới thâm sâu khó lường, khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng. Bái kiến đại sư tỷ. Mọi người vội vàng chắp tay, cung kính cúi chào. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Tử Lăng với thân hình cao giáo mảnh mai, bước đi uyển chuyển, đôi chân dài thon khiến sức tưởng tượng của người ta bay xa. Nếu không có khuôn mặt lạnh như băng của nàng ta, thì với vẻ đẹp tuyệt trần như thế, nàng ta đã có thể coi là một nửa sắc đẹp tuyệt trần. Khí chất này cũng là nét đặc trưng của Diệp Tử Lăng, dù những nữ tử khác có thực sự xinh đẹp hơn nàng ta. Cũng không chắc đã vượt qua được nàng ta về khí chất, đối với nhiều nhân tài yêu nghiệt, Diệp Tử Lăng vẫn hấp dẫn hơn. Kiếm ý thông thiên đã trực tiếp vượt qua tiểu thành, đạt tới đại thành, tu vi e rằng sắp đạt tới cảnh giới tinh hà viên mãn, thảo nào áp lực mạnh mẽ đến như vậy. Thật là đáng sợ. Mọi người thấy Diệp Tử Lăng tiến về phía Lâm Nhất, ánh mắt lấp lánh, đại sư tỷ này muốn đến trừng trị Lâm Nhất sao? Điều này thực sự là chuyện rất tốt. Đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông đều suýt nữa bị Lâm Nhất bắt nạt đến thảm hại. Không kìm hãm chút uy phong của hắn, thực sự là không thể nào nói nổi. Hai mắt Phùng Trương sáng lên, trong lòng tràn đầy mong đợi, hiện tại hắn ta đã hoàn toàn mất đi ý định báo thù Lâm Nhất. Nhưng nếu Diệp Tử Lăng có thể dạy dỗ Lâm Nhất một phen, cũng coi như giúp hắn ta thở phào. Vừa rồi hắn ta bị Lâm Nhất chỉ trích trước đám đông, xấu hổ đến cực điểm, ước gì có thể tìm một kẽ hở để chui xuống. Sức mạnh của Diệp Tử Lăng tăng vọt, thấy Lâm Nhất sắp phải chịu thiệt, làm sao có thể không khiến hắn ta cảm thấy sảng khoái chứ. Nhưng Lâm Nhất không hề hoảng hốt, hắn chớp mắt, cười một cách bình thản, ta có bị người ta đánh chết hay không thì không biết, nhưng Diệp cô nương, không biết còn nhớ cuộc đặt cược với Lâm Mỗ hay không. Tiếng nói vừa dứt, mọi người trên điện Phi Vân lập tức hít vào một hơi lạnh. Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Sắc mặt Diệp Tử Lăng lập tức trở nên cực kỳ thú vị. Vừa rồi sức mạnh của nàng ta tăng mạnh, nhất là kiếm ý trực tiếp phá vỡ hai cảnh giới, quả thực có ý định áp chế khí thế của Lâm Nhất. Nhưng khi tiếng nói của Lâm Nhất vừa dứt, nàng ta lập tức cảm thấy khó chịu. Lâm Nhất nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, giữa lông mày lộ ra vẻ sắc bén, hắn cười một cách phô trương, ai có thể nói cho ta biết. Trong Phù Vân thập tam quan, là ai đã vượt qua tất cả? Lại là ai, phá vỡ kỷ lục ngàn năm để trèo đỉnh núi Thánh Kiếm? Âm thanh của đại đạo, tiếng chuông kiếm đạo, lại là do ai mà nổi lên? Tiếng chuông vì ai mà vang, tiếng kiếm vì ai mà khởi? Trái tim mọi người chợt hẫng một nhịp, sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ khó coi, xong rồi, đại sư tỷ cũng sắp bị vả mặt rồi. Lâm Nhất nói những lời này không thể chê vào đâu được, hoàn toàn không tìm ra được sơ hở, không thể phản bác. Tên khốn này thật sự quá đáng, cả khuôn mặt của đại sư tỷ cũng muốn đánh. Thật sự là không nên chọc giận, ai chọc vào người nấy xui xẻo, ai chọc vào người nấy chết. Nhưng họ đều im lặng không nói, giả vờ như không nghe thấy lời của Lâm Nhất, điện Phi Vân trở nên yên tĩnh,
không ai đáp lại. Nhưng đúng vào lúc này, một chàng cười vui vẻ vang lên, Tiểu Vũ Nhược cười híp mắt chạy lại, phấn khích nói, là Nhất Sư Huynh. Là Nhất Sư Huynh đã vượt qua Phù Vân Thập Tam Quan, là Nhất Sư Huynh đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm, âm thanh của đại đạo, tiếng chuông kiếm đạo, đều bởi vì Nhất Sư Huynh mà vang lên. Diệp Tử Lăng lườm nàng ấy một cái, cô gái nhỏ nghịch ngợm lè lưỡi, cúi đầu không dám nói thêm. Nhưng khi nàng ấy ngẩng đầu lên, lén nhìn về phía Lâm Nhất, người sau liền nháy mắt với nàng ấy. Lập tức mặt nàng ấy đỏ bừng, xấu hổ mà lại phấn khích cúi đầu xuống. Lâm Nhất cười nói, Diệp cô nương, lời của ngươi có còn tính không? Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Tử Lăng, tất cả đều hy vọng sư tỷ mạnh mẽ một chút, trực tiếp không thừa nhận là xong. Nhất định không thể gật đầu, dù sao cuộc cá cược đó là phải đáp ứng với mọi điều kiện. Diệp Tử Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận, vội nói, bổn cô nương nói lời giữ lời, Lâm Nhất người có điều kiện gì cứ nói ra. Trong lòng mọi người đều than thở, đại sư tỷ sắp rơi vào tay giặc rồi, điều này tương đương với việc lấy đi một miếng thịt từ trên tim họ. Lâm Nhất đánh giá Diệp Tử Lăng, trên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, đúng lúc hắn đang nghĩ xem nên đưa ra yêu cầu gì. Trên bầu trời, một ánh mắt như có như không quét qua, trưởng giáo Phù Vân liếc nhìn hắn. Trong lòng Lâm Nhất không khỏi cười lớn, lão già này thật sự rất căng thẳng, nhưng hắn cũng không thực sự định đưa ra yêu cầu quá đáng. Hắn nhìn Diệp Tử Lăng lắc đầu, ánh mắt có chút thất vọng, cười nói, tạm thời nợ đã, dù sao cũng không vội. Diệp Tử Lăng tức đến mức không thể nói nên lời, ánh mắt của tên này như thể rất không hài lòng với nàng ta vậy. Lâm Nhất không để ý đến nàng ta, hắn cười lớn vài tiếng, phô trương rời đi, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tự do phóng khoáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.